Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 23. Lá trà nhà nông kém hơn Bích Loa Xuân Long Tỉnh, nhưng thắng ở điểm mới mẻ, có hương vị khác. Nghiêm Tuệ Mẫn ngồi tại chỗ lo lắng suông. Lúc này, điện thoại di động của Lý Dục Thần vang lên, là Lâm Vân gọi tới. Anh đặt di động lên bàn, đưa ngón trỏ ra làm ký hiệu đừng lên tiếng với Nghiêm Tuệ Mẫn, bấm nghe điện thoại, cũng mở loa ngoài. Tiếng truyền ra từ điện thoại không phải của Lâm Vân, mà là của Lang Trung Tôn. Tôi nói này lão Nghiêm, ông cũng thật là, sao lại cố chấp như vậy chứ? Ông nói ra tung tích của Điếu Long Can và quyển sách Tử Lăng đi, chẳng phải bớt chuyện rồi à? Tôi cũng đỡ phải ngày ngày chạy qua chỗ ông, chỗ ôi còn biết bao nhiêu bệnh nhân đang xếp hàng chờ tôi đấy. Y thuật của tôi thì ông cũng biết rồi. Ông cứ yên tâm, chỉ cần ông chịu nói ra, tôi chắc chắn sẽ giúp ông đi một cách yên bình, thoải mái, cam đoan không hề có chút đau đớn nào. Đến lúc đó, còn ông cũng sẽ đón ông về, làm một lễ tang thật phong cảnh. Ông nhìn lại dáng vẻ hiện giờ của ông đi, người không ra người, quỷ không ra quỷ, trông nom chút đồ vật kia làm gì chứ? Nghiêm Tuệ Mẫn giật mình nhìn điện thoại trên bàn. Bà ta quả thực không thể tin được đây là sự thật. Nhưng âm thanh này đích xác là của Lang Trung Tôn. Trong nháy mắt, bà ta chợt hiểu ra tất cả. Khó trách bệnh của bố lại kéo dài lâu ngày như vậy, càng kéo càng không tốt, hóa ra là Lang Trung Tôn âm thầm ra tay. Hóa ra ông ta thèm muốn bảo bối của nhà họ, Nghiêm. Quyển sách Tử Lăng thì bà ta biết, nhưng Điếu Long Can lại là thứ gì? Giọng nói của Lang Trung Tôn tiếp tục truyền tới từ trong điện thoại di động. Lão Nghiêm à, ông chớ đừng trách tôi. Tôi không phải thèm khát đồ vật nhà ông, gì mà Điếu Long Can rồi cả quyển sách Tử Lăng, tôi đều chưa từng nghe qua, cũng không cảm thấy hứng thú. Tôi chỉ là nhận ủy thác của người khác, hết lòng làm việc cho người khác thôi. Muốn trách thì trách chính ông ấy, đẻ ra một đám con trai vô dụng. Nhìn hai đứa con trai của ông kìa, người nọ hèn nhát hơn người kia. Biết rõ con trai mình hèn nhát như thế rồi, còn cưới cho nó một cô con dâu chẳng khác gì sư tử Hà Đông. Ông nhìn xem đi, cả ông cũng bị đuổi ra ngo, bây giờ đại trạch nhà họ Nghiêm toàn là người nhà họ Hầu ở. Con dâu ông cho tôi 5 triệu, người không thể làm khó dễ tiền bạc được, ông nói có phải không? Hơn nữa, tôi cũng chẳng đắc tội nổi người nhà họ Hầu. Bọn họ bảo tôi để lại cho ông một hơi tàn, tôi không dám để ông. Hoàn toàn sống không nổi. Ông sảng khoái nói ra, hai chúng ta đều tự do, không ai làm khó dễ ai cả. Hai chúng ta cũng xem như có chút tình nghĩa, đừng ép tôi ra tay độc ác. Thật ra tôi đều vì tốt cho ông cả, ông không nghĩ cho bản thân mình thì cũng nên nghĩ cho người trong nhà ông chứ. Con trai cả bất hiếu, con trai thứ thì hèn nhát, nhưng chẳng phải ông vẫn còn có cháu trai sao? Ông không sợ người nhà họ Hầu nóng nảy, lấy cháu trai của ông ra tay sao? Cái gì bọn họ cũng làm ra được. Còn cả con gái của ông nữa, gần đây ngày nào cũng ở lại chăm sóc cho ông, mệt mỏi biết bao nhiêu. Tuổi tác của cô ta hẳn không lớn lắm đi, vẻ ngoài xinh đẹp, giữ gìn cũng tốt. Mấy ngày nay vì chăm sóc cho ông, tiêu tụy đến chẳng giống người nữa. Tôi nghe nói nhà họ Lâm thành phố Hòa bọn họ xảy ra chuyện, sắp đi tong rồi. Con dâu cả của ông nói, chờ nhà họ Lâm xong đời, sẽ bắt cô ta tới thôn Hầu tái giá với thằng ngốc to xác giết heo trong thôn bọn họ. Nghiêm Tuệ Mẫn nghe mà sắc mặt trắng bệch. Dù thế nào bà ta cũng chẳng thể ngờ mọi chuyện lại là như vậy. Trong điện thoại di động truyền đến vài tiếng ho khan kịch liệt, sau đó là tiếng thở dốc yếu ớt, nghe không quá rõ ràng. Hiển nhiên là giọng của ông cụ Nghiêm. Nghiêm Tuệ Mẫn không thể ngồi yên được nữa, đứng phắt dậy, lồng ngực phập phồng kịch liệt, siết thật chặt nắm đấm, móng tay đâm vào trong thịt, chảy ra tia máu. Lý Dục Thần biết đã đến thời điểm. Nói vào điện thoại, Lâm Vân, ra tay đi. Trong điện thoại di động truyền đến giọng nói tức, giận của Lâm Vân, dạ, anh rể. Ở trong nhà, Lang Trung Tôn cầm châm trong tay, đang muốn ghim kim cho Nghiêm Công Nghiệp trên giường. Ông ta không hề biết, lúc này Lâm Vân đang núp dưới giường, cầm điện thoại di động vừa ghi âm vừa gọi cho Lý Dục Thần. Nghiêm Cẩn trốn ở trong tủ treo quần áo phía sau, cũng mở ra một khe hở nhỏ, cầm điện thoại thu hình. Lúc Lang Trung Tôn nghe thấy dưới giường có người nói chuyện, ông ta chợt hoảng sợ. Nhưng ông ta còn chưa kịp đứng lên, hai chân đã bị Lâm Vân ôm lấy, người ngã bịch xuống. Nghiêm Cẩn lao ra từ bên trong tủ quần áo, cưỡi lên người Lang Trung Tôn, đấm bịch bịch hai quyền. Mặc dù không luyện võ,
nhưng hai quyền trong cơn tức giận của một thiếu niên trẻ 17-18 tuổi không phải người bình thường có thể thừa nhận. Đôi mắt Lang Trung Tôn nổ đom đóm, Lâm Vân cũng hoàn toàn chui ra khỏi giường. Hai chàng trai trẻ đánh ông ta một trận tơi bời. Ngoài phòng, Nghiêm Tuệ Mẫn nghe được tiếng vang ầm ầm bịch bịch từ trong điện thoại di động. Sau đó, Lang Trung Tôn mặt mũi sưng vù bị hai đứa áp giải ra ngoài. Lâm Vân không hề khách khí, dùng sức đạp một chân vào lưng ông ta, Lang Trung Tôn lập tức quỳ xuống ngay trong nhà chính. Lý Dục Thần cười hì hì nhìn ông ta, lần này thanh danh của ông không cần đến lượt tôi làm hỏng. Yên ổn làm thầy thuốc thì không thích, lại đi giúp người ta mưu tài hại mệnh. Cái này gọi là, tự tạo nghiệt không thể sống. Trong lòng Nghiêm Tuệ Mẫn mới vừa nảy lửa, không biết lấy sức lực ở đâu ra, bà ta xông lên tát bôm bốp. Lang Trung Tôn mấy bạt tai. Tại sao phải làm như thế, bà ta giận dữ hét. Lang Trung Tôn bị Lâm Vân và Nghiêm Cẩn đánh một trận, lại bị tiếng rít gào này hét vào mặt, đầu óc không quá tỉnh táo, gật lên gật xuống. Lâm Vân thấy thế liền đi đến phòng bếp, bưng một chậu nước ra, rội ào xuống người Lang Trung Tôn. Lang Trung Tôn giật mình tỉnh táo lại. Các người chơi trò gì? Các người dám đánh người? Tôi muốn báo cảnh sát. Lâm Vân đang muốn bước lên đánh ông ta, nhưng bị Lý Dục Thần ngăn cản. Báo, để ông ta báo cảnh sát, rồi giao tất cả ghi âm thu hình vừa rồi của hai người cho cảnh sát. Mặc dù giết người không thành công, nhưng tình tiết ác liệt, hẳn là sẽ không được phán nhẹ. Ngoài ra, nhớ nhắc nhở cảnh sát, ông ta phối ra nhiều độc dược, khống chế người khác xe nhẹ đường quen như vậy, chắc chắn không phải lần đầu tiên gây án, có thể nỗ lực truy tra. Lang Trung Tôn chợt ỉu xìu, cúi đầu nói, đừng báo cảnh sát. Là Hầu Thải Phương bảo tôi làm như vậy. Lão đại nhà họ Nghiêm các người cũng ở đó. Mặc dù Nghiêm Tuệ Mẫn đã đoán được, nhưng trong lòng vẫn vô cùng khó chịu. Lão đại nhà họ Nghiêm mà Lang Trung Tôn nhắc đến chính là Nghiêm Sĩ Khâm, anh cả của bà ta, Hầu Thải Phương là vợ của Nghiêm Sĩ Khâm. Bà ta dù nghĩ thế nào cũng không thông, tại sao anh cả lại biến thành dáng vẻ này. Trước kia bà ta tưởng ông ta nhiều lắm là sợ vợ, chuyện lớn vẫn quyết định. Lý Dục Thần biết trong lòng Nghiêm Tuệ Mẫn khó chịu liền nói, đi thôi, cháu chữa bệnh cho ông cụ. Nghiêm Tuệ Mẫn đi ra khỏi nỗi đau buồn, cảm kích nhìn Lý Dục Thần. Bà ta biết, anh đã nói như vậy tức là ông cụ chắc chắn sẽ được cứu. Lâm Vân, Nghiêm Cẩn, người này giao cho các cậu. Bắt ông ta khai ra hết mọi chuyện biết đến, tất cả ghi âm hu hình lại, Lý Dục Thần nói. Lâm Vân và Nghiêm Cẩn cùng đáp lời, dạ, anh rể. Lý Dục Thần quay trở lại phòng trong cùng Nghiêm Tuệ Mẫn. Bệnh của Nghiêm công nghiệp thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là trúng độc trong thời gian dài. Loại thuốc độc Lang Trung Tôn phối chế ra rất đặc thù, nó không hề gây tổn thương đến các cơ quan như gan thận của bệnh nhân, mà thông qua kinh mạch tổn hại đến chính khí của bệnh nhân. Dùng y học hiện đại để nói, chính là hệ thống miễn dịch mất đi tác dụng. Cho nên đến bệnh viện khám mới không ra bệnh gì, chỉ cho rằng sức miễn dịch của bệnh nhân thấp. Vốn cách điều trị cũng rất đơn giản, nghỉ ngơi cộng với bồi bổ là được. Nhưng không ngăn nổi Lang Trung Tôn tiếp tục cho ông ta uống thuốc độc, tất nhiên là các đồ bổ dưỡng đều không có tác dụng. Mà Lang Trung Tôn chỉ cần đổi chút thuốc cho ông ta, ngay lập tức sẽ thấy được hiệu quả, người ngoài nhìn vào liền có vẻ Lang Trung Tôn giỏi hơn các bệnh viện lớn. Lý Dục Thần tìm tòi trong hòm thuốc của Lang Trung Tôn, lập tức tìm được thuốc giải. Thuốc độc và thuốc giải đều có hai bình lớn. Tất cả chỗ này không có khả năng chuẩn bị cho một mình Nghiêm công nghiệp. Xem ra tên này là kẻ tái phạm, không biết bao nhiêu người uống thuốc của ông ta rồi trúng độc, sau đó lại bị thuốc giải của ông ta chữa khỏi. Thật đúng là một cách thức phát tài. Đáng tiếc, ác giả ác báo. Pháp không bắt, trời bắt, trời không bắt, người bắt. Hôm nay ông ta rơi vào tay Lý Dục Thần, anh không thể cho ông ta thêm cơ hội đi hại người khác. Có sẵn thuốc giải. Tự nhiên cũng không cần Lý Dục Thần tốn nhiều sức lực, dùng luôn thuốc của Lang Trung Tôn giúp Nghiêm công nghiệp giải độc. Sau đó anh độ một tia chân khí vào trong người, khôi phục chính khí của ông A. Không bao lâu sau, sắc mặt của Nghiêm công nghiệp trở nên hồng hào. Bố, Nghiêm Tuệ Mẫn thấy Nghiêm công nghiệp, mở mắt thì vô cùng phấn khởi, hốc mắt không nhịn được mà ẩm ướt, bố không sao rồi. Bố, con là Tuệ Mẫn đây. Nghiêm công nghiệp nhìn bà ta. Trên mặt lộ vẻ tươi cười, sau đó chuyển ánh mắt về phía Lý Dục Thần. Nghiêm Tuệ Mẫn nín khóc mỉm cười, bố, đây là Dục Thần, Lý Dục Thần,
chính là vị hôn phu của Mộng Đình mà con đã nói với bố. Nghiêm Công Nghiệp giật giật, dường như muốn ngồi dậy. Nghiêm Tuệ Mẫn nhìn về phía Lý Dục Thần, thấy anh gật đầu, bà ta liền đi qua đỡ Nghiêm Công Nghiệp lên. Nghiêm Công Nghiệp tựa vào giường, thở hổn hển mấy cái, đợi hơi thở vững vàng hơn mới lên tiếng, cậu Lý, cảm ơn cậu đã nhìn thấu âm mưu, cứu được một mạng của lão hủ. Lý Dục Thần đáp, ông là ông ngoại của Lâm Vân và Mộng Đình, không cần khách sáo. Nghiêm Tuệ Mẫn cũng nói, đúng đó bố, đều là người nhà cả, tính tình Dục Thần lại tốt, bố không cần khách sáo như vậy đâu. Nghiêm Công Nghiệp thở dài, Tuệ Mẫn à, con có phúc, lấy được tấm chồng tốt, lại có một cặp trai gái ngoan ngoấn, giờ còn tìm được rể hiền. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong lòng Nghiêm Tuệ Mẫn vui vẻ, áy náy nói, bố, lần này bởi vì chuyện giữa hai nhà Lâm Viên mới khiến cho nhà họ Nghiêm gặp nạn lớn, là con làm liên lụy đến bổi. Nghiêm Công Nghiệp giận dữ đáp, không liên quan đến con. Đầu là đứa nghiệt chướng kia, ngang nhiên vi phạm tổ huấn, thất tín bội nghĩa. Vốn bố còn cho rằng cậu ta chỉ hơi chút kiêu căng, thật không ngờ lại là một ên xúc sinh. Ngay cả bố ruột của mình cũng giáp tâm mưu hại. Nghiêm Tuệ Mẫn khuyên nhủ, bố, thân thể bố vừa mới tốt lên, đừng nóng giận, nói không chừng anh cả cũng có nỗi khổ tâm thì sao? Con nói nỗi khổ tâm chính là sợ vợ đúng không? Hừ, năm đó bố nghĩ anh cả còn yếu đuối vô dụng, lại kiêu căng ngạo mạn, nên bố tìm một người phụ nữ lợi hại như Hầu Thải Phương quản lý mới có lợi. Thật không ngờ, là sai càng thêm sai. Hầy! Nghiêm Công Nghiệp rúi ngực một hồi, sau đó lại mắng lớn, xúc sinh đúng là xúc sinh. Một đám xúc, xi nhồ. Lý Dục Thần phát hiện ông cụ này khá nóng tính, tính cách mạnh mẽ. Tính cách như ông ta, sợ là không biết đề phòng tiểu nhân, chẳng trách bị người ta tính kế. Cậu nhóc Nghiêm Cẩn này rất được, Lý Dục Thần xen một câu. Nghiêm Công Nghiệp ngẩn người, sau đó thả lỏng. Cũng coi như nở nụ cười, nói, đúng thế, Nghiêm Cẩn là đứa trẻ tốt. Tuy bố của nó cũng là kẻ nhát gan, nhưng thằng bé này lại không nhát gan. Tuy mấy hôm nay tôi nằm trên giường, đầu óc hồ đồ, nhưng cứ cách 3 năm Nghiêm Cẩn lại chạy đến thăm tôi cũng biết. Đang nói thì Nghiêm Cẩn và Lâm Vân lôi lang trung tôn đi vào, nói, anh rể, ông ta đã khai rồi, bọn em đã ghi âm lại rồi. Bỗng nhiên nhìn thấy Nghiêm Công Nghiệp. Nghiêm Cẩn vui mừng nói, ông nội, ông không sao rồi. Lâm Vân cũng gọi nói, ông ngoại. Nghiêm Công Nghiệp mỉm cười nói, không sao rồi, không sao rồi, may mà có anh rể các cháu. Nghiêm Cẩn càng thêm sùng bái Lý Dục Thần. Lang Trung Tôn thục một tiếng quỳ xuống đất, nói, Nghiêm Công. Chú Nghiêm, ông Nghiêm, nể tình nhà họ Tôn tôi và nhà họ Nghiêm có giao tình mấy đời, ông tha cho tôi đi. Lý Dục Thần biết Nghiêm Công Nghiệp là người rộng lượng. Lang Trung Tôn nhắc đến giao tình tổ tiên, đã đánh trúng điểm yếu của Nghiêm Công Nghiệp. Anh bèn nói trước, muốn sống, thì phải xem biểu hiện của ông rồi. Sau đó nhìn Nghiêm Cẩn và Lâm Vân nói, được rồi, chứng cứ xác thực, hai người các cậu, ngày mai có dám xông vào khu nhà họ Nghiêm không? Dám, có gì mà không dám, hai người đồng thanh trả lời. Lâm Vân tỏ vẻ mặt hưng phấn, hỏi, anh rể, có phải giống như nhà họ Triệu lần trước không? Lý Dục Thần cười nói, vậy phải xem cậu và mợ của cậu có thái độ thế nào. Nhưng có một điều, lần này, tôi sẽ không ra tay, toàn bộ dựa vào các cậu, có lòng tin không? Lâm Vân xoa nắm đấm nói, đương nhiên là có rồi. Theo học anh rể lâu như vậy, đang buồn không tìm được nơi dụng võ đây. Nghiêm Cẩn vừa nghe thì vô cùng ngưỡng mộ, hỏi, anh rể, thế còn em? Lúc nào thì anh dạy em? Tối nay. Lý Dục Thần nói, xem ngộ tính của cậu thế nào, một buổi tối, có thể học được bao nhiêu. Nghe họ nói, Nghiêm Công Nghiệp không khỏi lo lắng nói, từ sau khi tôi ngã bệnh, người thân tín đều bị họ thay hết, bảo VN nay là người mới. Hơn nữa, anh em nhà mẹ của Hầu Thái Phương dạo này cũng chuyển đến. Mấy anh em nhà họ Hầu đều luyện võ, biết võ công, là bá chủ một phương. Bảo hai đứa trẻ đi. Lang Trung Tôn ngồi dưới đất bỗng bổ sung nói. Dạo này nhà họ Hầu có thầy âm dương đến, có thể hô mưa gọi gió, rất lợi hại. Chính là chủ ý của ông ta, cứ đòi ông cụ nói ra tung tích của Cần Câu Rồng và cuốn sách Tử Lăng. Theo như Lang Trung Tôn nói, thầy âm dương này họ Ngô, tên là Ngô Khắc Mẫn, người nhà họ Hầu gọi ông ta là Đại sư Ngô. Đại sư Ngô có thể hô mưa gọi gió, giải đậu thành binh, gọi đến hàng vạn thiên binh,
Lang Trung Tôn nói liền kích động lên, tôi khuyên các người đừng đi tìm cái chết. Dù sao ông Nghiêm cũng không sao rồi, các người mau rời khỏi thành phố Mai, tìm nơi trốn đi, hôm nay tôi coi như chưa đến, tôi sẽ không nói ra ngoài. Lâm Vân tiến lên giơ một phát tát, đập cho Lang Trung Tôn mọc sao trước mắt, chóng mặt quay vòng vòng. Cho ông bóc phét này, cho ông bóc phét này, lại còn hàng vạn thiên binh, sao ông không nói ông ta là Ngọc Hoàng Đại Đế đi? Lý Dục Thần mỉm cười, ngay cả Lâm Vân cũng nghe ra là giả, Lang Trung Tôn này, bịa đặt cũng không suy nghĩ. Lang Trung Tôn hét lớn kêu oan, không phải tôi nói, là chính miệng Đại Sư Ngô nói. Tôi tận mắt thấy ông ta bốc một nắm đậu vàng giải ra, thì có một đám người hào hùng sát khí bừng bừng. Lý Dục Thần nói với Lâm Vân, cậu vào. Bếp xem có đậu vàng không, không có thì gạo cũng được. Được, Lâm Vân đáp một tiếng rồi đi. Chỉ lúc sau, đã xách một túi da rắn nhỏ đến, bên trong là nửa túi đậu vàng. Anh rể, anh xem, có đủ không? Lý Dục Thần cười nói, đủ. Sau đó đưa tay vào trong túi bốc một nắm đậu vàng, hỏi Lang Trung Tôn có phải như này không? Nói xong bèn giải đậu vàng trong tay ra. Lập tức trong phòng nổi gió lớn, cát vàng mù mịt, trong mơ hồ thì đến một chiến trường cổ. Trong gió cát, thấp thoáng xuất hiện rất nhiều nhân mã, cùng với tiếng vang hào hùng khí thế, ào ào xông đến. Không chỉ là Lang Trung Tôn, ngay cả Lâm Vân và Nghiêm Cẩn cũng kinh ngạc ngẩn người. Tiếng hô giết ngập trời. Sát khí chiến trận khiến người ta sợ hãi, người bình thường đâu thể chịu được. Lý Dục Thần đưa tay ra nắm lại, thu hết cát gió vào lòng bàn tay. Mọi người chỉ nghe thấy rào rào một trận, đâu còn khí thế hào hùng gì, chỉ có một nắm đậu vàng lăn rơi dưới đất. Lâm Vân và Nghiêm Cẩn nhìn Lý Dục Thần, ánh mắt tràn đầy sùng bái. Nghiêm Tuệ Mẫn tỏ vẻ mặt chấn kinh, trong lòng càng vui và đắc ý. Đây là con rể của mình đó. Bà ta càng lúc càng hiểu con mắt và suy nghĩ sâu sắc của ông cụ nhà họ Lâm. Chỉ thấy Nghiêm Công Nghiệp vừa chấn kinh, còn có vài phần lo âu nhìn Nghiêm Tuệ Mẫn một cái. Nhân vật như thần tiên này, làm con rể nhà họ Lâm, con gái và cháu ngoại của mình có thể gánh được phúc báo như vậy không? Lang Trung Tôn đã mềm nhũ dưới đất, không thể tin há hốc miệng, vẻ mặt kinh sợ, chỉ vào Lý Dục Thần nói. Cậu cũng là đại sư. Lý Dục Thần cười nói, biết làm trò này thì là đại sư sao? Không chỉ có tôi biết, Nghiêm Cẩn, cậu thử đi. Nghiêm Cẩn ngẩn người, em ư. Lý Dục Thần chỉ vào túi đậu vàng, khích lệ n một nắm thử xem. Nghiêm Cẩn nghi hoặc đi đến, đưa tay vào trong túi bốc một nắm đậu vàng. Nhớ đến những thứ mà Lão Tổ Tông từng dạy cậu, Lý Dục Thần nói. Lão Tổ Tông mà anh nói, đương nhiên là chỉ tổ tiên Nghiêm Tử Lăng của nhà họ Nghiêm. Cũng là người mà xuất hiện trong giấc mộng của Nghiêm Cẩn. Giấc mộng truyền dạy mà Nghiêm Cẩn có được, là công phu nền tảng tiên gia chính tông. Cậu ta đã có nền tảng khá vững chắc, chỉ là không biết ứng dụng thế nào vào trong thực tế. Vận dụng của thuật pháp, nằm ở trong tâm, điều kỳ diệu của nó cũng. Lý Dục Thần truyền một thần niệm qua. Nghiêm Cẩn biết Lý Dục Thần đã bắt đầu dạy cậu thuật pháp, khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Cậu ta nhắm mắt. Tiêu hóa thần niệm mà Lý Dục Thần truyền qua, thứ không thể miêu tả bằng lời như này, đang sôi sục chảy cùng với luồng nhiệt kỳ lạ trong cơ thể. Cậu ta hít sâu một hơi, vung tay, giải đậu vàng trong tay ra. Trong phòng gió mây ngưng tụ, tiếng ngựa phi hào hùng vang lên. Tuy số người không nhiều bằng lúc Lý Dục Thần thi triển, khí tượng cũng lớn như thế, nhưng cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Một lát sau, gió mây tiêu tan, trong phòng bình thường trở lại. Nghiêm Cẩn hưng phấn nói, anh rể, em thành công rồi. Lý Dục Thần gật đầu nói, ngộ tính tốt lắm, tiếp tục cố gắng. Lâm Vân ngưỡng mộ nói, ngầu quá, anh rể, em, cũng muốn học. Lý Dục Thần nghiêm mặt nói, lại tham rồi. Cậu luyện tốt vũ bộ đi, phối hợp với võ kỹ, chém thủ cấp trong thế trận vạn quân, chẳng phải còn ngầu hơn à. Lâm Vân xấu hổ xoa đầu, em biết rồi, anh rể. Nghiêm Công Nghiệp và Nghiêm Tuệ Mẫn nhìn mà trố mắt há hốc miệng. Lý Dục Thần ra tay, đã khiến họ đủ chấn kinh rồi. Sao thằng bé Nghiêm Cẩn này cũng biết, nó học lúc nào? Lý Dục Thần nhìn Lang Trung Tôn dường như đang hóa đá, hỏi thế nào, so với đại sư Ngô đó thì thế nào? Hồi lâu Lang Trung Tôn mới định thần lại, thở dài nói, ây, tôi tưởng rằng chuyện như giải đậu thành binh chỉ có trong truyền thuyết,
đời này có thể thấy được một lần đã là cơ duyên to lớn, không ngờ. Ông ta nhìn Nghiêm Cẩn một cái, không ngờ ngay cả cậu bé này cũng biết. Các người muốn xử lý tôi thế nào, tùy các người, tôi chấp nhận. Lý Dục Thần nói, ông đi đi. Lang Trung Tôn ngẩn người ở đó, hơi không tin vào ai mình. Lâm Vân và Nghiêm Cẩn cũng nhìn sang Lý Dục Thần, vô cùng không hiểu. Lý Dục Thần nói, về nói với chủ của ông, sức khỏe của ông cụ nhà họ Nghiêm đã hồi phục. Bảo tối nay họ quét dọn trong ngoài phủ Nghiêm sạch sẽ, sáng sớm mai, quỳ trong sân viện nhà họ Nghiêm, nghênh đón ông cụ về nhà. Thái độ cung kính, ai biểu hiện tốt, có thể giữ một mạng. Cậu thả tôi đi thật, Lang Trung Tôn vẫn không dám tin. Lý Dục Thần vung tay, cũng lười nói thêm. Lâm Vân hầm hầm tiến lên đuổi đi, còn không đi, chặt gãy hai chân của ông. Được được, tôi đi, tôi đi. Lang Trung Tôn vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài, ngay. Cả hòm thuốc cũng không dám cầm. Lâm Vân nhìn bóng dáng nhếch nhác của ông ta, tức phừng phừng nói, kẻ này ác độc, thả đi như vậy, thực. Sự không cam tâm. Lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt, cậu nghĩ ông ta thoát được không, Lý Dục Thần nói. Lâm Vân gật đầu nói, cũng phải, ngày mai lại xử lý ông ta. Nghiêm Cẩn nói, nhưng chẳng may tối nay ông ta chạy thì sao? Lý Dục Thần cười nói, ông ta chạy không thoát được, không cần chúng ta xử lý, khác có người sẽ xử lý ông ta. Được rồi, hai cậu đi theo tôi dạy các cậu chiêu mới. Lâm Vân và Nghiêm Cẩn vui mừng nhìn ra ngoài, lập tức đi theo Lý Dục Thần. Nghiêm Công Nghiệp nói với Nghiêm Tuệ Mẫn à, cậu Lý này không phải người bình thường. Nghiêm Tuệ Mẫn tỏ vẻ mặt kiêu ngạo, nói, đúng thế, con rể mà con chọn, sao có thể kém được. Nghiêm Công Nghiệp lắc đầu nói, con rể này, sợ là không phải con chọn phải không? Bố sinh ra con mắt của con, bố còn không hiểu ư. Bố à, Nghiêm Tuệ Mẫn nhớ đến chuyện cũ lần đầu tiên Lý Dục Thần đến nhà, cũng phải đỏ mặt, đúng là không phải con chọn, là bố chồng con chọn. Nói thật, ban đầu con cũng coi thường cậu ta. Nghiêm Công Nghiệp gật đầu, ông thông gia đúng là có trí tuệ, nhưng... Nghiêm Công Nghiệp đầy lo âu, Nghiêm Tuệ Mẫn không hiểu nói, bố à, bố lo lắng việc gì? Bố đang lo, con bé Mộng Đình, có thể gánh được phúc báo này không? Cậu Lý chữa khỏi bệnh của bố một cách dễ dàng, nhìn ra âm mưu của Lang Trung Tôn, còn có thể khiến thằng bé Nghiêm Cẩn học được giải đậu thành binh. Bố thấy cậu ta, không chỉ là rồng trong con người, sợ là thần tiên xuống trải nghiệm hồng trần. Bố à, bố nói khoa trương quá rồi, vừa là rồng, vừa là thần tiên. Nếu thực sự là vậy, chẳng phải càng tốt sao? Bọn con đều được hưởng lây. Nghiêm Công Nghiệp thở dài nói, Kim Lân đâu phải vật trong ao, sớm muộn sẽ gặp được cơ hội bay lên trời. Nghiêm Tuệ Mẫn nghe cũng suy ngâm. Đúng thế, con rể Dục Thần này quá ưu tú, con bé Mộng Đình chắc chắn không hàng phục được. Ai, vẫn phải lão nương ra tay, giúp con gái nắm được trái tim của cậu ta mới được. Đi làm mấy món ngon trước đã. Bố à, bố đói rồi phải không, muốn ăn gì, con đi nấu ăn, Nghiêm Tuệ Mãn đứng lên nói. Nghiêm Công Nghiệp hoàn toàn không biết Nghiêm Tuệ Mẫn đã nghĩ lệch hướng. Mấy ngày nay ông ta không ăn uống tử tế, nghe đến ăn cơm, mới phát hiện bụng đói thật, vội nói, được được, mau đi đi. Màn đêm buông xuống. Trên một sườn núi nhỏ sau căn nhà, dưới sự chỉ điểm của Lý Dục Thần, Nghiêm Cẩn và Lâm Vân, mỗi người luyện thuật võ nghệ và thuật pháp. Còn Lang Trung Tôn chạy lảo đảo lại nam chân đá chân chiêu đến trước cổng khu nhà họ Nghiêm, gấp gáp ấn chuông cửa. Một tiếng gà gáy hùng tráng vang lên, đánh thức cả thôn trong ánh bình minh. Tia nắng đầu tiên chiếu vào từ khe núi phía đông, kéo dài hai bóng hình thiếu niên ngồi khoanh chân trên tảng đá lớn thật dài thật dài. Lâm Vân bừng tỉnh trong yên tĩnh đầu tiên. Cậu ta thở dài một hơi, xương trắng ngưng tụ trước người thẳng đứng như kiếm, hồi lâu không tiêu tan. Sau đó, cậu ta lật người nhảy xuống từ trên tảng đá, cất bước vũ bộ, giống như ma ảnh, vụt lóe đi vào trong rừng cây. Trong rừng không ngừng truyền đến tiếng lốp bốp, tiếng như chúc nổ. Sau đó, Lâm Vân thét dài một tiếng, cơ thể xuyên trong không trung, mũi chân nhón nhẹ trên lá cây, rồi lại vút lên cao, nhẹ nhàng đáp lên đỉnh ngọn cây bách cao. Nhất đó, lúc này, cậu ta hướng mặt về hướng đông, nhìn mặt trời dần nhô lên, có cảm giác hùng vĩ như ngắm nhìn cả dãy núi. Một luồng gió thổi đến, 6-7 cái cây đung đưa trong gió, rồi đổ xuống.
Thì ra là bị trưởng lực vừa nãy của cậu ta chấn rung cành cây, rồi bị gió thổi liền gãy xuống. Lâm Vân nhún chân, cơ thể bay trong không trung, như đại bàng giang cánh, cưỡi gió thoảng ban mai, nhẹ nhàng đáp xuống đất, về bên cạnh tảng đá ngồi thiền ban đầu. Lý Dục Thần nhìn cậu ta khẽ gật đầu. Đúng lúc này, Nghiêm Cẩn đang ngồi thiền cũng tỉnh lại. Cậu ta đứng lên rất chậm, và không mạnh mẽ như Lâm Vân. Nhưng tấm thân gầy gò đứng ở đó, lại có phong thái khác biệt. Vừa nãy Tiểu Vẫn đã làm hỏng rừng cây, cậu khôi phục lại thay cậu ta đi, Lý Dục Thần khích lệ nhìn Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn đưa tay ra, nhìn sang rừng cây, chỉ thấy cậu ta chậm rãi nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở, cánh tay vươn ra trước, giữa ngón tay khẽ rung lên, dường như đang chạm vào thứ gì. Sau đó, thì thấy những cái cây đổ xuống đó lại dựng đứng trở lại như trong video. Mặt trời ló ra từ khe núi, ánh mặt trời đuổi tan sương sớm, chiếu lên mặt cậu thiếu niên. Trên trán cậu thiếu niên lấm tấm những giọt mồ hôi lý tỉ. Cậu ta cố gắng duy trì tư thế của những cái cây, cố gắng gắn kết chút sức sống còn lại trên cành cây đã gãy lìa. Lý Dục Thần khế vung tay, tung ra làn gió mát. Gió mát thổi đến, tất cả vết gấy, miệng nứt trên cành cây đều biến mất, tất cả trở lại trước khi Lâm Vân đánh gãy chúng. Nghiêm Cẩn mới phù một tiếng thở ra, cánh tay buông lỏng, hổ thẹn nói, anh rể, em vẫn chưa làm được. Không, cậu đã làm rất tốt rồi, Lý Dục Thần cổ vũ nói. Lâm Vân đã không đợi được, nói, có phải bây giờ chúng ta có thể xông vào khu nhà họ Nghiêm rồi không? Lý Dục Thần cười nói, ăn sáng trước đã, mẹ cậu đang đợi chúng ta đấp. Lâm Vân quay đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy Nghiêm Tuệ Mẫn đang đứng ở bên sân phía không xa vẫy tay với họ. Vốn dĩ Lang Trung Tôn không muốn quay về báo tin. Hai bên đều là thần tiên giải đậu thành binh, ông ta cũng không đắc tội được với bên nào. Ông ta rất muốn bỏ chạy ngay trong đêm. Nhưng ông ta nghĩ đến món tiền mà Hầu Thái Phương hứa cho ông ta, nên không nỡ bỏ. Ý của Hầu Thái Phương là, chỉ cần lấy được cần câu rồng và cuốn sách Tử Lăng, thì sẽ cho ông ta 5 triệu. Đợi ông cụ chết, có thể cho ông ta thêm 5 triệu. Bây giờ ông ta hơi hối hận, ban đầu nên bảo Hầu Thái Phương trả trước một nửa. Do dự hồi lâu, ông ta vẫn quyết định đi báo tin cho Hầu Thái Phương, xem có thể hỏi bà ta lấy chút tiền không, không được 5 triệu, thì 1 triệu cũng được. Tóm lại muốn chạy cũng có thể chạy lúc nửa đêm. Lang Trung Tôn chạy đến phủ Nghiêm, nói sự việc cho Hầu Thái Phương và Nghiêm Sĩ Khâm. Đến nay Nghiêm Sĩ Khâm cũng không biết ông cụ bị Lang Trung Tôn hạ độc, chỉ nghĩ ông cụ mắc bệnh thật. Đến lúc này, ông ta mới biết Hầu Thái Phương sai khiến Lang Trung Tôn hạ độc ông cụ. Cô, các người, sao các người có thể hạ độc bố của tôi, Nghiêm Sĩ Khâm trách móc nói. Nhưng ông ta trách móc cũng chẳng có ích gì. Hầu Thái Phương cũng chẳng nhìn ông ta một cái. Ngay cả Lang Trung Tôn cũng phớt lờ. Hầu Thái Phương lập tức gọi mấy anh em của bà ta đến. Nghiêm Sĩ Khâm còn muốn chất vấn, nhưng hai anh em Hầu Lập Cường, Hầu Lập Quý đến ngay lập tức, ông A liền câm miệng, một câu cũng không dám nói. Nhà họ Hầu là bá chủ một phương, hai anh em này. Ác ôn hung hăng, việc gì cũng dám làm. Nghiêm Công Nghiệp vô cùng ngứa mắt với tác phong của nhà họ Hầu, thường xuyên dạy bảo bọn họ. Cho nên mấy anh em này hận Nghiêm Công Nghiệp thấu xương. Người đó cũng có thể giải đậu thành binh thật sao? Hầu Lập Cường hỏi Lang Trung Tôn. Lang Trung Tôn nói, đúng thế, tôi tận mắt nhìn thấy, không chỉ người đó, ngay cả con trai của ông hai nhà họ. Nghiêm cũng biết. Nói láo, tên nhóc Nghiêm Cẩn đó làm sao biết chứ? Hầu Lập Quý nói. Hầu Thái Phương nói, bất kể thế nào, mời Đại sư Ngô đến trước đã, Đại sư Ngô đâu? Hầu Lập Cường nói, ông ba cùng ông ta đi tắm rồi, tôi gọi điện cho ông ba. Nhân lúc Hầu Lập Cường gọi điện, Lang Trung Tôn đề xuất chuyện tiền bạc với Hầu Thái Phương. Hầu Thái Phương ghê tởm nói, tiền gì? Lang Trung Tôn nói, bà Nghiêm, bà đã hứa với tôi, cho tôi 10 triệu, chia thành 2 lần trả. Tôi khinh, việc chưa làm xong, còn có mặt mũi đòi tiền tôi, Hầu Thái Phương tức giận nói. Cũng không thể trách tôi. Lang Trung Tôn ấm ức nói, ai ngờ giữa đường xuất hiện một trình rảo kim nhảy ra. Bà không trả hết, cũng phải trả 2 triệu chứ. Nếu không, tôi không dám đảm bảo tôi sẽ không nói chuyện này ra ngoài đâu. Hầu Lập Quý tiến lên tóm lấy Lang Trung Tôn, mắng nói, mẹ kiếp, ông dám uy hiếp chị tôi. Hầu Lập Cường cũng gọi điện xong đi đến. Hai anh em đang nổi giận vì Nghiêm Công Nghiệp,
chưa chết, vừa hay chút giận lên đầu Lang Trung Tôn, đánh Lang Trung Tôn một trận. Mẹ kiếp, chẳng phải ông luôn miệng nói để hết cho ông làm sao? Bao nhiêu ngày rồi, cần câu rồng đâu, cuốn sách Tử Lăng đâu, bây giờ ông cụ còn sống, mẹ kiếp, ông nằm vùng hả? Còn dám đòi tiền. Bốp bốp bốp, đánh cho Lang Trung Tôn đến mức suýt không tự chủ được cuộc sống, rồi ném sang một bên không quan tâm. Đến nửa đêm Lang Trung Tôn mới tỉnh táo lại, hối hận vì lòng tham nhất thời của mình, lại cướp miếng ăn trước miệng hổ, muốn đòi tiền hầu Thái Phương. Biết chắc chắn không đòi được tiền, có thể giữ được. Cái mạng đã tốt lắm rồi, nhân lúc ban đêm, cố nhịn đau. Khập khiễng cả nhắc đi ra khỏi cổng lớn Phủ Nghiêm. Vừa ra đến cổng, thì gặp ngay ông ba hầu Lập Phát nhà họ Hầu đi đến. Ô, chẳng phải là Lang Trung Tôn sao? Ông muốn đi đâu? Hầu Lập Phát hỏi. Lang Trung Tôn chột dạ, nói tôi về nhà, về nhà. Hầu Lập Phát đang định đi vào trong, một người đàn ông bên cạnh ông ta bỗng nhiên nói, kẻ này biết quá nhiều, không thể giữ lại. Lang Trung Tôn biết người này, chính là Ngô Khắc Mãn được người nhà họ Ngô gọi là Đại Sư Ngô. Ông ta kinh hồn bạt vía, đang định lên tiếng, cổ họng đã bị Hầu Lập Phát bóp chặt. Hầu Lập Phát khẽ dồn lực lên tay, rắc một tiếng, cổ của Lang Trung Tôn bị bẻ gấy. Hai người tiến vào Phủ Nghiêm, ngay cả Lang Trung Tôn cũng không kịp quản. Hầu Thái Phương và Hầu Lập Cường, Hầu Lập Quý, đều đang đợi họ. Ông cụ lại sống lại, ngày mai muốn quay về, chúng a phải làm thế nào, Hầu Thái Phương hỏi. Hầu Lập Phát nói, hừ, tôi đã nói đừng tốn sức, trực tiếp bắt đến đánh đập tra hỏi tung tích của Cần Câu Rồng. Và cuốn sách Tử Lăng là được rồi, các người cứ muốn dùng mưu kế, cho tên Lang Trung Tôn không đáng tin đó đi. Hầu Thái Phương nói, anh thì biết cái gì, đừng thấy ông cụ thất thế, ông ta đã điều hành cả gia lớn như vậy mấy chục năm, bạn bè bên ngoài không ít, chắc chắn có người sẵn sàng hy sinh vì ông ta. Chúng ta lấy danh nghĩa dưỡng bệnh đưa về quê, cùng lắm là mắc tội bất hiếu, không ai quản chuyện nhà chúng ta. Nếu thực sự anh làm gay gắt, giết chết ông ta, chúng ta rất khó có chỗ đứng ở thành phố Mai. Vậy phải làm thế nào, ngày mai ông ta về rồi, ông ta cứng rắn. Chúng ta còn không thể dùng biện pháp mạnh. Ông cụ thì không sợ, quan trọng là bên cạnh ông ta có thêm mấy người biết thuật pháp. Mấy người đều nhìn sang Đại Sư Ngô. Ngô Khắc Mãn cười ha ha nói, cái trò giải đậu thành binh đó có gì đáng sợ, ngày mai chỉ cần họ dám đến, cho họ có đến mà không có về. Mấu chốt là, mọi người phải khiến ông cụ nói ra tung tích của Cần Câu Rồng, mới là quan trọng nhất. Đại Sư Ngô, rốt cuộc Cần Câu Rồng đó là thứ gì? Hầu Thái Phương hỏi. Ha ha, vậy phải nói đến lão tổ tông Nghiêm Tử Lăng của nhà họ Nghiêm. Chẳng phải thành phố Mai có đài câu Tử Lăng sao? Các người đều cho rằng Nghiêm Tử Lăng đó ẩn cư câu cá tại đây. Bư ồn cười, Nghiêm Tử Lăng không câu cá, mà là rồng. Câu rồng, người nhà họ Hầu kinh ngạc, thực sự có rồng thật sao? Đương nhiên cớ, Ngô Khắc Mẫn nói có sách mách có chứng. Lão tổ phái Âm Sơn tôi đã từng bắt được một con hắc giao. Bây giờ hồn của con hắc giao đó vẫn được phong ấn trong nạng ô long của sư phụ tôi. Mấy năm nay thảm họa lũ lụt liên tiếp, lại có hiện tượng giao long bay lên trời, vì vậy sư phụ tôi mới ra tìm bảo vật, vĩ đại vậy là để hàng phục giao long đó. Bảo vật mà sư tôn nói, chính là Cần Câu Rồng của nhà họ Nghiêm ư? Đúng thế, nhưng trước đây chúng tôi cũng chưa từng nghe nói nhà họ Nghiêm có thứ như Cần Câu Rồng. Đến nay ông cụ Nghiêm không nói đến, ngay cả hai con trai ông ta cũng không biết, liệu có nhầm không? Không đâu, Ngô Khắc Mẫn nói, anh cả Ngô Hiền của tôi sớm đã vâng lệnh xuống núi, đến Nam Giang điều tra mấy năm. Bến cảng Tiền Giang rộng lớn, rất thích hợp giao long ra biển. Năm đó Nghiêm Tử Lăng thả câu bên sông Phúc Xuân, đang vào mùa lũ lụt. Các người nghĩ xem, ai lại câu cá bên sông trong mùa lũ chứ? Ông ta đang câu một con rắn khổng lồ từ sông Hồ Đông Hải lên. Sau khi Nghiêm Tử Lăng thành tiên, đã để lại cần câu cá, tương truyền hồn của con giao long đó được phong ấn trong cần câu rồng. Người nhà họ Hầu nghe mà suýt xoa không thôi. Hầu Lập Cường bỗng nói, tôi nghĩ ra rồi, Ngô Hiền, chính là đại sư phong thủy đó, mấy nhà thành phố Mai đều mời ông ta đến xem phong thủy, nhà họ Nghiêm cũng từng mời ông ta. Thì ra vị đại sư đó là huynh trưởng của ông ư. Anh cả, anh nói vậy em cũng nhớ ra, Hầu Thái Phương nói, nhà họ Nghiêm chúng tôi từng mời ông ta đến xem âm trạch, còn có cổ thành Mai Hoa. Nhưng đã rất lâu rồi không nghe đến tin tức của ông ta.
Ngô Khắc Mãn nói, anh cả tôi vẫn luôn hoạt động ở vùng tiền đường, lần cuối cùng truyền tin về, là đang ở thành phố Hòa. Sư phụ tôi đã đến thành phố Hòa, tin rằng sẽ nhanh có tin tức. Đợi bên này chúng ta lấy được cần câu rồng, tôi sẽ đi tụ họp cùng sư phụ, toàn lực đối phó nhà họ Tiền. Các ông chỉ cần giúp tôi, sau này sản nghiệp của nhà họ Tiền, cũng không thiếu phần các người. Đối phó nhà họ Tiền, Hầu Thái Phương sợ giật mình. Nhà họ Lâm vì đắc tội nhà họ Viên Tiền Đường, gia tộc lớn này, đã làm đến mức gà bay chó chạy, còn liên lụy đến nhà họ Nghiêm. Nếu không phải bà ta và một họ hàng xa ở nhà họ. Viên Móc nói quan hệ, quả quyết kịp thời, hạ thuốc cho ông cụ, đuổi ông cụ ra khỏi nhà, đoạn tuyệt tất cả qua lại với nhà họ Lâm, ngay cả nhà họ Hầu cũng phải xui xẻo theo. Nhưng nhà họ Viên ở Tiền Đường, cũng chỉ có thể đứng thứ ba, trên nhà họ Viên, còn có một nhà họ Cao, nhà họ Tiền. Nhà họ Tiền được gọi là đệ nhất thế gia Giang Nam đói. Không chỉ là tỉnh Nam Giang, cả phương Nam, cũng có không ít gia tộc đối kháng với nhà họ Tần. Đi đối phó với nhà họ Tiền, Hầu Thái Phương nghĩ cũng cảm thấy đáng sợ. Ngô Khắc Mẫn lạnh lùng cười nói, nhà họ Tiền thì làm sao? Nếu không phải kiêng sợ cung Tiền Vương trong tay họ, tôi và sư phụ sớm đã giết đến nhà rồi. Đợi chúng tôi lấy được cần câu rồng và cuốn sách Tử Lăng. Lại thêm nạng ô long trong tay sư phụ tôi, ông ta có cung Tiền Vương, thì chúng tôi cũng không sợ. Đến lúc đó, họ giao cung Tiền Vương ra thì bỏ qua, nếu không giao ra, dứt khoát tiêu diệt nhà họ Tiền, các người khác. Sẽ có lợi. Mấy anh em nhà họ Hầu nghe mà máu nóng sôi sục, nghĩ thôi cũng vô cùng kích động. Đó là nhà họ Tiền đó, phân một chút tài sản bất kỳ cho họ, cũng đủ làm phú hào một phương. Đại sư Ngô, cần chúng tôi làm gì? Ông cứ việc dặn dò, Hầu Lập Cường xoa bàn tay nói. Vân cứ lấy được cầu câu rồng và cuốn sách Tử Lăng trước đi, Ngô Khắc Mẫn nói. Hầu Lập Cường gật đầu, nói với Hầu Thái Phương. Em gái, đại sư Ngô đã nói vậy rồi, chúng ta cũng không cần sợ gì nữa, đợi sáng mai ông cụ đến, trực tiếp bắt lấy, nghiêm hình tra khảo, anh không tin ông ta không nói. Hầu Thái Phương dường như hơi do dự, ông cụ rất cố chấp, nếu mình cứng rắn, sợ là không được. Vậy thì bắt toàn bộ con cháu của ông ta lại, ông ta không nói, chúng ta đánh chết từng người trước mặt ông A. Ông hai, cũng nhốt ông ta lại. Hầu Lập Cường nói xong chỉ vào Nghiêm Sĩ Khâm. Nghiêm Sĩ Khâm vẫn đang ở bên cạnh, lúc anh em nhà họ Hầu nói chuyện đều ở trước mặt ông ta, vốn không nghĩ đến ông ta, dường như coi ông ta không tồn tại. Nghiêm Sĩ Khâm lo lắng nói, Thái Phương, tôi vẫn luôn một lòng với bà Mai. Hầu Thái Phương nói, ông sợ cái gì? Chỉ dọa ông cụ thôi, sẽ không lấy mạng ông thật. Hầu Lập Quý đi đến, tát lật mặt Nghiêm Sĩ Khâm, kêu người mang dây thừng đến trói ông ta lại nhà ông hai nhà họ Nghiêm, bắt toàn bộ cả nhà họ đến. Hầu Lập phát đáp một tiếng, liền gọi mấy bảo vệ đến, đi cả đêm. Sáng ngày hôm sau, Nghiêm Tuệ Mẫn lái xe chở. Nghiêm Công Nghiệp, Lý Dục Thần, và Lâm Vân cùng. Nghiêm Cẩn đến bên ngoài khu nhà họ Nghiêm. Thi thể của Lang Trung Tôn vẫn đang nằm ở bên đường trước cổng lớn. Lâm Vân tiến lên xem, khâm phục nói, anh rể, anh đúng là liệu sự như thần, ông già này đã gặp báo ứng. Họ cũng thật vô pháp vô thiên, đánh chết người còn để như vậy, cũng không sợ có người báo cảnh sát hả, Nghiêm Tuệ Mẫn cau mày. Nghiêm Công Nghiệp nói, hừ, anh em nhà họ Hầu gạch dưới biết chúng ta sắp đến, là cố ý cho chúng ta xem đấy. Xem họ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Lâm Vân nhìn Lý Dục Thần nói, anh rể, bây giờ chúng ta vào trong không? Lý Dục Thần cười nói, bây giờ không vào, còn đợi người ta mua thức ăn về nấu cơm cho cậu hả? Lâm Vân cười he he xoa đầu, quay sang nhìn nhau với Nghiêm Cẩn, đi thôi. Nghiêm Cẩn gật đầu, đi lên ấn chuông cửa. Lâm Vân và Nghiêm Cẩn đứng sánh vai, xoa bàn tay, vẻ mặt hưng phấn. Lý Dục Thần lắc đầu, đi đến giữa hai người nói, các cậu đến khiêu chiến. Hay là đến làm khách? Phải như này. Nói xong, anh giơ chân đạp một cái. Cánh cửa chống trộm bảng đồng dày nặng bay đi, ầm ầm rơi vào trong sân. Lâm Vân và Nghiêm Cẩn ngẩn người, tim đập điên cuồng. Lý Dục Thần đạp cửa xong, nói, đừng bảo tôi ra tay nữa đấy. Lâm Vân và Nghiêm Cẩn đỏ mặt, nói, em biết rồi, anh rể. Hai người liền dẫn đầu đi vào trước, Lý Dục Thần và Nghiêm Tuệ Mẫn mỗi người một bên trái phải. Đỡ Nghiêm Công Nghiệp ông cụ nhà họ. Nghiêm, đi theo phía sau hai cậu bé.
Sau khi cổng lớn bay vào, bảo vệ trong nhà liền xông ra. Ai đấy, làm gì thế hả? Bảo vệ khí thế bừng bừng chỉ vào Lâm Vân và Nghiêm Cẩn. Lâm Vân không nói nhiều, liền vụt người đến bên cạnh bảo vệ, bốp bốp mấy cái, mấy tên bảo vệ dẫn đầu đã ngã chồng chất lên nhau. Nghiêm Cẩn không chịu tỏ ra yếu ớt, lúc giơ tay, đá vụn trong góc sân bay lên, bắn về phía mấy tên bảo vệ còn lại như đạn lạc, phụt phụt mấy tiếng, đập lên đầu mấy tên bảo vệ, lập tức đánh ngã họ. Hai thiếu niên đi qua người một đám bảo vệ ngã dưới đất, hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng, sát khí đằng đằng đi về hướng sân viện thứ hai. Nghiêm Công Nghiệp đi theo phía sau nhìn mà khế gật đầu, vui mừng nói, hai nhà Nghiêm Lâm có người kế tục rồi. Hai thằng bé này, may mà có Dục Thần hướng dẫn chỉ bảo. Nghiêm Tuệ Mãn nhìn Lý Dục Thần một cái, trong lòng vui mừng không tả xiết. Liền nghĩ đợi anh và Mộng Đình kết hôn sinh con, thì mới gọi là có người kế tục thực sự. Bà ta lại nghĩ đến lời hứa đính hôn 3 tháng sau mà Lý Dục Thần từng nói, tính ngày ra, hình như cũng sắp rồi. Sao ô, tôi còn tưởng là ai cơ, đây chẳng phải là nhóc con của nhà ông hai Nghiêm sao? Cậu không học hành tử tế, sao lại học đạp cửa đánh nhau theo người ta thế hả? Lâm Vân và Nghiêm Cẩn vừa vào sân bên trong, thì bị Hầu Lập Cường dẫn một đám côn đồ chặn đường đi. Hai người quay sang nhìn nhau, mỉm cười. Lâm Vân bỗng bước một bước xông lên, đấm một chưởng lên lồng ngực của Hầu Lập Cường. Hầu Lập Cường từng luyện võ, cho nên vốn không coi hai cậu bé này ra gì. Nhưng dù thế nào ông ta cũng không ngờ, võ công của Lâm Vân còn vượt xa ông ta. Ông ta không có sức đánh trả, trơ mắt nhìn Lâm Vân đập một chưởng lên lồng ngực mình, người bay đi xa. May mắn phía sau đều là thuộc hạ của ông ta đỡ lấy ông ta, không bị ngã xuống đất, nhưng cổ họng vẫn dâng lên vị ngọt, miệng phun một ngụm máu tươi. Thực ra Lâm Vân vẫn nương tay, nếu ra tay thực sự, một chưởng vừa nấy đã trực tiếp có thể đánh vỡ tim của Hầu Lập Cường rồi. Lên, lên cho tôi, đánh chết hai tên nhãi này, Hầu Lập Cường hét lớn. Thuộc hạ của ông ta mới định thần lại, đang định xông lên, bỗng nhiên xung quanh có rất nhiều đá, gạch, mảnh ngói bay đến lốp bốp như mưa rơi, đánh cho họ. Đến ôm đầu chạy như chuột. Lâm Vân ngưỡng mộ nhìn Nghiêm Cẩn nói, vẫn là thuật pháp điều khiển đồ vật của anh lợi hại, đứng im cũng có thể đánh người. Nghiêm Cẩn nói, anh còn ngưỡng mộ em đấy, chiêu của anh chỉ đánh được đám chó mẹt. Hai người nhìn nhau cười, trong lòng bỗng dâng lên tình huynh đệ hào hùng, mới trải nghiệm được niềm vui giang hồ. Lúc này, Lý Dục Thần và Nghiêm Tuệ Mẫn cũng đã cùng Nghiêm Công Nghiệp đi vào sân sau. Càng nhiều người hơn xông ra từ chính phòng, người dẫn đầu chính là Hầu Thái Phương, con dâu cả của Nghiêm Công Nghiệp. Hầu Thái Phương nhìn Hầu Lập Cường bị thương một cái, còn cả một đám côn đồ mặt mũi sưng vù nhếch nhác, liền cau mày, sau đó nhìn sang Nghiêm Công Nghiệp. Bố à, bố đã khỏe lại rồi ư, Hầu Thái Phương tỏ vẻ mặt tươi cười, trong mắt giấu con dao, mấy hôm nay con bận quá, cũng không đi thăm bố được, sao bố không nói gì đã quay về rồi. Nghiêm Công Nghiệp cười lạnh lùng nói, đừng có giả tạo nữa, Sĩ Khâm đâu. Bây giờ anh ấy không tiện, chốc nữa sẽ ra gặp bố, Hầu Thái Phương nói, bố có lời gì cứ nói với con. Tôi không nói với cô, Nghiêm Công Nghiệp giận nói, Hầu Thái Phương, món nợ cô hạ độc hại tôi, sau này rồi tính với cô, bây giờ, kêu toàn bộ người nhà họ Hầu các người cút đi, nhà họ Nghiêm chúng tôi không hoan nghênh các người. Hầu Thái Phương cười lạnh lùng nói, bố à, vậy là bố không đúng rồi. Con là con dâu của bố, nhà họ Hầu và nhà họ Nghiêm là thông gia. Nếu bố đuổi các anh em của con đi, việc này thật vô lý quá. Ở bên ngoài ông cụ Nghiêm bố có danh tiếng rất tốt đấy, người ta đều nói bố là người trượng nghĩa, lại hay bố thí, sao tốt với người ngoài như vậy, mà lại hà khắc với người nhà mình chứ? Thì ra chỉ để kiếm danh tiếng thôi phải không? Cô, Nghiêm Công Nghiệp tức đến phát run. Lý Dục Thần bất giác lắc đầu, hôm nay đến không phải để nói lý, ông cụ vẫn truyền thống quá. Nhưng anh cũng không định cho ông cụ làm nhân vật chính hôm nay là hai anh em Lâm Vân và Nghiêm Cẩn. Hai cậu còn đợi cái gì? Lại muốn tôi ra tay giúp các cậu hả? Lý Dục Thần nói. Lâm Vân khó hiểu nói, a, phụ nữ cũng đánh hả? Lý Dục Thần cười nói, phụ nữ không phải người à? Lâm Vân suy nghĩ, cũng đúng, đánh nhau còn phân đàn ông đàn bà gì? Đạo nghĩa giang hồ, chỉ phân thiện ác, không phân nam nữ. Lâm Vân và Nghiêm Cẩn quay sang nhìn nhau một cái,
đều cảm thấy buồn cười, cười mình quá cổ hủ. Nghĩ thông điều này, không còn do dự, vẻ mặt nghiêm lại, đi về phía Hầu Thái Phương. Những người bên cạnh Hầu Thái Phương lập tức vây quanh bà ta, bảo vệ bà ta. Lâm Vân, cậu dám ra tay với tôi, tôi là bác của cậu đấy. Bác cái đầu bài Lâm Vân ném ra câu chửi, phi thân lên. Đám người vây quanh Hầu Thái Phương bị cậu ta tóm lên ném đi từng người một như con gà con. Lúc cậu ta ném đi còn dồn thêm lực, đám người đó bay ra đều ngã mạnh xuống đất, không bò dậy nổi. Hầu Thái Phương không ngờ Nghiêm Công Nghiệp còn chưa lên tiếng, Lâm Vân đã đánh thật, hơn nữa đám thuộc hạ của mình cũng không chịu được đòn như vậy, bà ta còn chưa phản ứng lại, trước người đã trống không. Bốp! Lâm Vân tát mạnh lên cái lên mặt Hầu Thái Phương, khiến nửa bên mặt Hầu Thái Phương sưng to lên. Cậu, Hầu Thái Phương ôm nửa bên mặt, không dám tin nhìn Lâm Vân, cậu dám đánh vào mặt tôi. Bốp! Nghiêm Cẩn tiến lên, cũng đánh sưng nốt nửa bên mặt còn lại của Hầu Thái Phương. Lý Dục Thần nhìn mà buồn cười, hai cậu nhóc này, đúng là không có kinh nghiệm, lúc này chỉ đánh mặt người ta có tác dụng gì. Ông hai, ông ba, Hầu Thái Phương hét lớn. Cánh cửa nhà chính mở ra, Hầu Lập Quý và Hầu Lập Phát đi ra, còn áp giải mấy người. Mấy người này đều bị trói bằng dây thừng, buộc nối với nhau, giống như phạm nhân đi ra pháp trường hành hình thời cổ đại. Bố, mẹ, em gái, Nghiêm Cẩn kinh hãi kêu lên. Những người bị trói này, ngoại trừ Nghiêm Sĩ Khâm, còn có cả nhà Nghiêm Tư Tề con trai thứ hai của Nghiêm Công Nghiệp, cũng chính là bố mẹ của Nghiêm Cẩn, và em gái Nghiêm Lộ. Hầu Lập Quý và Hầu Lập Phát mỗi người cầm một khẩu súng, chĩa lên đầu Nghiêm Sĩ Khâm và Nghiêm Tư Tề. Ông cụ Nghiêm, nếu không muốn hai con trai của ông và cả cháu gái của ông chết, thì ngoan ngoãn giao. Cần câu rồng và cuốn sách Tử Lăng ra đây, Hầu Lập Quý nói. Hầu Lập Cường và Hầu Thái Phương cũng lùi đến bên cạnh hai anh em. Hầu Thái Phương ôm khuôn mặt sưng phồng nói, giết chết hai tên nhóc này trước cho tôi. Hầu Lập Quý và Hầu Lập Phát giơ súng, chĩa thẳng họng súng vào Lâm Vân và Nghiêm Cẩn. Nghiêm Tuệ Mãn liền hoảng sợ, tim đập mạnh thình thịch. Nghiêm Công Nghiệp cũng căng thẳng, lớn tiếng nói, khoang đãi. Hầu Thái Phương cười lạnh lùng, sao thế, lão già, xót cháu nội à. Bây giờ ông quỳ xuống cho tôi sẽ tha cho cháu nội của ông. Nghiêm Công Nghiệp tức giận quát, Hầu Thái Phương, cô đừng ức hiếp người quá đáng. Hầu Thái Phương cười lớn ha ha, ức hiếp người quá đáng. Tôi ức hiếp người nhà họ Nghiêm các người đấy, làm sao? Tôi ở nhà họ Nghiêm nhiều năm như vậy, đã chịu đủ ấm ức, tôi đã đợi ngày hôm nay rất lâu rồi. Lão già mà không chết, ông còn không quỳ xuống. Tôi đếm đến ba, ông không quỳ, tôi sẽ giết một đứa trước. Một, Hầu Thái Phương bắt đầu đếm. Nghiêm Công Nghiệp tức đến toàn thân run lên, nhưng trong tay người ta có súng. Lâm Vân và Nghiêm Cẩn cũng không biết phải làm thế nào. Họ cùng nhìn sang Lý Dục Thần. Nghiêm Tuệ Mẫn cũng nhìn sang Lý Dục Thần bằng ánh mắt cầu xin, bà ta biết, lúc này, chỉ có thể xem Lý Dục Thần có cách gì không. Nhưng, Lý Dục Thần lại lắc đầu nói, trước khi đến tôi đã nói, hôm nay tôi sẽ không ra tay, dựa hết vào các cậu. Đừng bị súng dọa sợ, các cậu sống ở xã hội hiện đại, luôn nghĩ rằng súng là vô địch. Hãy bỏ suy nghĩ này đi. Nghĩ kỹ xem, tối qua các cậu luyện tập thế nào. Hai, sắc mặt Hầu Thái Phương trở nên dữ tợn. Lâm Vân và Nghiêm Cẩn nhìn nhau một cái, sắc mặt nghiêm trọng. Nghe thấy lời Lý Dục Thần, họ dường như có cảm ngộ. Súng cũng là vật, đạn cũng là vật, thuật pháp điều khiển đồ vật. Nghiêm Cẩn nghĩ. Trong mắt Lâm Vân, dường như đã nhìn thấy quỹ đạo vận hành khi đạn ra khỏi nòng. Khi cái miệng của Hầu Thái Phương sắp há ra lần thứ ba, cuối cùng Nghiêm Công Nghiệp từ bỏ kháng cự. Ông lão cả đời sống luôn thẳng lưng, hai chân mềm nhũ, định quỳ xuống. Đột nhiên, một luồng sức mạnh giữ ông cụ lại. Nghiêm Công Nghiệp quay mặt nhìn sang, nhìn thấy vẻ kiên định trong ánh mắt Lý Dục Thần. Ba cuối cùng Hầu Thái Phương họ ra con số ba. Hầu Lập Quý và Hầu Lập Phát không hề do dự bóp cò. Lâm Vân hành động. Đã học vũ bộ lâu như vậy, cuối cùng lúc này bùng phát ra. Mang theo hư ảnh hình chữ S, viên đạn bay qua bên ai cậu ta, thân hình cậu ta lập tức di chuyển lên trước, tức khắc đã đến trước mặt Hầu Lập Quý và Hầu Lập Phát. Nghiêm Cẩn bình tĩnh đứng ở đó. Đồng tử của cậu ta giãn to, căng thẳng nhìn chằm chằm hai viên đạn bắn đến. Không khí giữa cậu ta và viên đạn dường như đông cứng lại,
tốc độ bay của viên đạn rõ ràng chậm lại. Nhưng năng lực của Nghiêm Cẩn vẫn không đủ để khiến viên đạn dừng tại chỗ dễ dàng như Lý Dục Thần. Viên đạn gào thét, phá vỡ không khí, bay thẳng về phía lồng ngực của cậu ta. Nghiêm Cẩn không tránh, vẫn đứng yên bất động, hai con mắt nhìn chằm chằm viên đạn. Viên đạn bắt đầu lệch quỹ đạo, vào lúc cuối cùng, hai viên đạn chia sang hai hướng, bay sượt qua cơ thể Nghiêm Cẩn, từ phía sau cậu ta lượn một vòng, rồi bay trở lại, mang theo khí thế sót lại bay thẳng về phía hai anh em nhà họ Hầu. Lâm Vân phập phập hai trưởng, đánh gãy tay của Hầu Lập Quý và Hầu Lập Phát, cướp hai khẩu súng trong tay họ. Cùng lúc đó, phụt phụt hai tiếng, hai viên đạn lần lượt bắn vào đầu của Hầu Lập Quý và Hầu Lập Phát. Lâm Vân cướp súng rồi rút về. Hai anh em nhà họ Hầu ngã xuống đất. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, với người bên cạnh thấy thì là anh em nhà họ Hầu đã tự bắn chết mình, còn khẩu súng lại ở trong tay Lâm Vân một cách khó hiểu. Mọi người liền ngẩn người ở đó, kể cả bản thân Nghiêm Cẩn. Đây là lần đầu cậu ta giết người. Lý Dục Thần thầm gật đầu. Hai thiếu niên này phát huy rất tốt, không uổng công anh dạy bảo cả tối. Đặc biệt là Nghiêm Cẩn, lần đầu tiên sử dụng thuật pháp điều khiển vật, đã có thể điều khiển được đạn. Tuy được Nghiêm Tử Lăng báo mộng truyền dạy xây dựng nền tảng, nhưng cũng cho thấy ngộ tính rất cao, năng lực ứng biến tại chỗ và tố chất tâm lý đều vững vàng. Hầu Thái Phương và Hầu Lập Cường nhìn hai anh em chết, bọn họ nửa đời người bá đạo, cuối cùng hôm nay đã đá phải tấm sắt. Dù thế nào họ cũng không hiểu, hai cậu bé trước mặt, lại có năng lực còn không sợ cả súng. Những người vây quanh bên cạnh hai anh em nhà họ Hầu đều ngẩn người, bắt đầu lặng lẽ rút lui. Họ đều là dám lưu manh côn đồ đi theo hai anh em nhà họ Hầu xin ăn xin uống, bình thường người nào cũng xưng anh em, miệng nói coi trọng nghĩa khí, lúc này nhìn tình hình, trong lòng chỉ nghĩ bỏ chạy bằng cách nào. Dù sao có ai tình nguyện chết theo anh em nhà họ Hầu chứ? Đám người nhanh chóng lùi ra thật xa, bên cạnh Hầu Thái Phương và Hầu Lập Cường chỉ còn lại thi thể của hai anh em họ. Đúng lúc này, bỗng nghe mấy tiếng vỗ tay, một người đi ra từ trong nhà chính. Hay hay lắm, đặc sắc, thật là đặc sắc. Ngô Khắc Mẫn vỗ tay, đứng trên bậc thềm trước nhà chính, nhìn Lâm Vân và Nghiêm Cẩn. Tuổi còn nhỏ, một người cao thủ võ đạo, một người điều khiển vật từ xa, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Hầu Thái Phương và Hầu Lập Cường thấy Ngô Khắc Mãn đi ra, dường như nhìn thấy cứu tỉnh, vội vàng chạy đến bên cạnh, nói, đại sư Ngôi. Đáng tiếc thật đáng tiếc, Ngô Khắc Mãn tiếp tục nói, thiên niên thiên tài, hôm nay sẽ phải ngã xuống. Hai cậu, nếu chịu bái tôi làm thầy, gia nhập môn hạ của phái Âm Sơn tôi sẽ không giết các cậu. Lý Dục Thần cau mày. Anh từng nghe nói đến phái Âm Sơn, đây là một môn phái ẩn trong thập vạn đại sơn, người sáng lập là lão tổ Âm Sơn, tự xưng là hậu duệ bàn cổ. Truyền đạo, phù đạo song tu, lấy luyện hồn là chính. Phái Âm Sơn bất kể là tu pháp hay là làm việc, đều là chính tà không phân, cho nên vẫn luôn ẩn trong thập vạn đại sơn, rất ít khi đặt chân đến Trung Nguyên. Không biết tại sao kẻ này lại đến Nam Giang, nói láo, Lâm Vân mắng nói, tên thối tha không. Biết xấu hổ, muốn chúng tôi bái sư, ông bái chúng tôi làm thấy thì còn được. Hừ, vẻ mặt Ngô Khắc Mẫn biến sắc, đã không thức thời, thì chỉ đành tiễn các cậu lên đường thôi. Vừa hay phướn gọi hồn của tôi còn thiếu mấy cái hồn, hôm nay gọi hồn các cậu vào, sau này làm việc cho tôi, mãi mãi làm nô lệ của tôi. Ha ha ha. Cùng với ông ta cười lớn, trong tay có thêm một lá cờ nhỏ, đón gió trải ra, một luồng khí đen bay ra từ trong lá cờ, bỗng hóa thành một đám mây đen, phủ lên không trung cả khu nhà họ Nghiêm. Gió âm gào thét, hàn khí bức người. Ngẩng đầu nhìn kỹ, đây đâu phải là mây đen. Rõ ràng là âm hồn chen chúc hỗn loạn, từng khuôn mặt quỷ méo mó, răng nghiến kèn kẹt, cách rất xa đã có thể cảm nhận được oán khí dày đặc. Những người trong sân viện đâu từng thấy cảnh này, đa số mọi người sợ đến mềm nhũn ngã dưới đất, có. Không ít người còn mất kiểm soát tiểu tiện tại chỗ. Khuôn mặt Ngô Khắc Mẫn lộ ra nụ cười hung dữ, nhóc con, giao linh hồn của cậu ra đây đi. Nói xong, vung lá cờ trong tay, mây đen trên đỉnh đầu ép xuống. Âm hồn chen chúc phủ xuống, mang theo tiếng gào thét kinh khủng lao về phía người dưới đất. Âm hồn lao đến người khác, thì điên cồng nuốt trứng, giống như con sói đang ăn thịt. Cơ thể người bị chúng lao đến nhanh chóng cạn kiệt sức lực, biến thành một xác khô. Lý Dục Thần nhẹ nhàng giơ tay, vung ra một màn sáng,
lấy Nghiêm công nghiệp làm trung tâm, bảo vệ người nhà họ Nghiêm bên trong màn sáng. Những âm hồn đó lao đến màn sáng, bốc một tiếng bốc lên làn khói nhẹ. Nhưng Lý Dục Thần không quản Lâm Vân và Nghiêm Cẩn. Vừa nãy đối phó mấy anh em nhà họ Hầu, chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, bây giờ mới là lúc khảo nghiệm họ. Người đưới đất ôm đầu luồn chạy, nhưng họ vốn không thể thoát khỏi âm hồn nuốt chừng. Tốt xấu gì nhà họ Triệu Lâm Vân từng bị người rơm của Ngô Hiền đeo bám, cho nên cũng biết oán hồn. Thời khắc sinh tử, liền ra tay theo bản năng, bàn tay ẩn chứa chân khí, chém một nhát ra. Oán linh hỗn loạn trên đỉnh đầu bị chân khí trên tay chém, lộ ra một đường ánh sáng trắng, nhưng rất nhanh lại oán linh lấp đầy. Nghiêm gần ở bên cạnh chố mắt, tối qua cậu ta mới được tiếp xúc với thuật pháp, hôm nay ngày đầu sử dụng, đâu từng thấy cảnh tượng thế này. Đối diện với mây đen đè xuống, cậu ta không biết phải làm thế nào. Lâm Vân vụt người đến bên cạnh Nghiêm Cẩn, ra tay như gió, chân khí hào hùng từ bàn tay nổi lên, liên tiếp mấy chưởng, đập tan oán khí bên cạnh Nghiêm Cẩn, lớn tiếng nói. Nghiêm Cẩn, mau dùng thuật pháp, hồn quá nhiều, anh không đánh lại hết. Nghiêm Cẩn định thần lại từ trong kinh ngạc, toát mồ hôi, trong lòng tự trách, rốt cuộc vẫn không bằng anh họ, lúc này lại cần cậu ta nhắc nhở. Lập tức tập trung tinh thần, nhớ lại thuật pháp mà tối qua Lý Dục Thần chỉ dạy, ngoại trừ thuật pháp điều khiển vật, còn có thuật pháp không gian cơ bản, thuật dẫn lôi và bùa chú. Cậu ta quen thuộc nhất là điều khiển vật, nhưng những oán linh này không phải vật thể thực, hiển nhiên. Không thể điều khiển, cũng không thể điều khiển vật thể khác tấn công bọn chúng. Còn về thuật không gian và thuật dẫn lôi, cậu ta vẫn chưa có năng lực này. Vậy thì chỉ còn lại bùa chú. Cũng may tối qua Lý Dục Thần đã cho cậu ta hai tấm bùa. Nghiêm Gần lập tức lấy ra một tấm bùa từ trên người, tay bấm quyết, miệng niệm thần chú, ném giấy bùa ra. Bùa giấy đón gió bùng cháy, ngọn lửa cháy rực trong không trung, lấp lánh giống như pháo hoa. Tất cả âm hồn bị ngọn lửa lan đến, lập tức bùng cháy, biến thành lửa xanh, sau đó biến mất hẳn. Ngô Khắc Mẫn nhìn thấy, cười lạnh lùng, chút tài vặt, xem hai tên nhóc cậu có thể trụ được bao lâu. Liền không ngừng vung phần phật lá cờ trong tay. Khói đen trên lá cờ phóng ra, gió âm càng mạnh, mây đen trên đỉnh đầu càng lúc càng dày đặc, oán linh cuồn cuộn không ngừng lao xuống. Trong phút chốc, ngoại trừ những người trong vòng ánh sáng của Lý Dục Thần, và Lâm Vân và Nghiêm Cẩn, nhưng người khác đã bị nuốt chửng hết sạch, kể cả Hầu Thái Phương và Hầu Lập Cường, chỉ còn lại xác khô khắp đất. Ngọn lửa dần tắt. Nghiêm Cẩn lo lắng nói, Lâm Vân, em chỉ có hai lá bùa, không trụ được bao lâu, bắt giặc bắt vua trước, để em đối phó những oán linh này, anh đi lấy lá cờ đó. Được. Lâm Vân đồng ý một tiếng, vội đập trưởng, đánh bay những oán linh trước người. Nghiêm Gần lại cầm chặt một tấm bùa, bắt trước, ném lên không trung, tỏa ra làn hoa khói. Oán linh ngập trời lao đến bị ngăn cản. Lâm Vân nắm được cơ hội, triển khai vũ bộ, bước một bước ra, không gian dịch chuyển, lập tức đến trước mặt Ngô Khắc Mẫn. Sức tập trung của Ngô Khắc Mãn đều dồn lên phướn gọi hồn. Những oán linh này tương thông với thần niệm của ông ta, nếu không tập trung tinh thần, có thể phản phệ bất cứ lúc nào. Ông ta không ngờ Lâm Vân đến nhanh như vậy, muốn hành động thì đã không kịp, bị Lâm Vân tung một quyền đánh vào lồng ngực. Một quyền này của Lâm Vân dùng hết toàn bộ công lực, mang theo vũ bộ xông đến với khí thế không thể. Ngăn cản. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, lồng ngực của Ngô Khắc Mãn sập lún xuống. Ngô Khắc Mẫn ngẩn người tại chỗ, dù thế nào cũng không tin, mình bị hai thiếu niên đánh bại. Phướn gọi hồn rơi xuống đất. Oán linh ngập trời không biết làm gì nữa như con rối mất sự điều khiển, bỗng nhiên tấn công lao về phía Ngô Khắc Mẫn. Em họ, chạy mau, Nghiêm Cẩn hét gọi. Lâm Vân quay đầu nhìn, kêu một tiếng ôi mẹ ơi, triển khai vũ bộ, chạy ra khỏi vòng bao vây của oán linh. Âm hồn chen chúc hỗn loạn lao lên người Ngô Khắc Mãn, chỉ trong chớp mắt, dưới đất chỉ còn lại một xác khô. Lý Dục Thần thu lại kim quang, vung tay nổi lên trận gió mát. Âm hồn tiêu tán, trong sân viện sáng trong trở lại. Nghiêm Cẩn xông lên, cởi trói giúp bố mẹ và em gái của cậu ta. Cả nhà mừng mừng tủi tủi sụt sùi như gặp nhau trong mộng. Còn có Nghiêm Sĩ Khâm, con trai cả của Nghiêm Công Nghiệp, cũng là chồng của Hầu Thái Phương, cũng bị trói bắt. Lâm Vân đang định đi cởi trói cho bác cả, bỗng nghe. Nghiêm Công Nghiệp quát nói, mặc kệ nó. Lâm Vân ngẩn người, liền dừng tay. Bố,
Nghiêm Sĩ Khâm quỳ dưới đất gọi. Hừ, tao không có thằng con như mày, Nghiêm Công Nghiệp tức giận nói. Bố à, đâu là con đàn bà thối đó ép con. Bố tha thứ cho con đi, Nghiêm Sĩ Khâm khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, thấy Nghiêm Công Nghiệp vẫn luôn nghiêm mặt, quỳ xuống bỏ về phía Nghiêm Tuệ Mẫn. Tuệ Mẫn, cô nói giúp anh đi, Tuệ Mẫn, cô biết đớ là người nhà họ Hầu làm, anh không biết họ muốn hại bố chúng ta. Nghiêm Tuệ Mẫn lạnh lùng nhìn ông ta nói, từ ngày anh đuổi bố và em ra khỏi nhà, thì đã không còn là anh cả của em nữa. Anh cả của em đã chết rồi. Nghiêm Sĩ Khâm lại bò đến vợ chồng Nghiêm Tư Tê, cầu xin nói, em trai, em dâu, hai người nói giúp anh đi, chúng ta là anh em ruột mài. Nghiêm Tư Tê lắc đầu thở dài, em cũng là đứa con bất hiếu, đâu có tư cách nói giúp anh. Ông ta quay đầu nhìn sang con trai của mình, vẻ mặt vui mừng xoa đầu Nghiêm Cẩn, cũng may có Nghiêm Cẩn và Lâm Vân, nếu không phải có chúng, thực sự để. Anh và độc phụ đó hại chết bố chúng ta, em cũng chỉ có thể đi chết thôi. Bố, Nghiêm Cẩn kêu một tiếng, muốn an ủi bố mình mấy câu. Nghiêm Tư Tề ngăn cậu ta, nói, con trai, con không cần an ủi bố. Luận hiếu nghĩa, luận trách nhiệm, luận dũng khí, luận năng lực, bố đều không bằng con. Con còn có thể gọi bố một tiếng bố đã rất vui rồi. Nghiêm Công Nghiệp gật đầu nói, hiếm khi con còn có thể nói ra những lời như vậy. Con cũng không cần áy náy, tình thế lúc đó, sáng suốt bảo vệ mình, là lựa chọn tốt nhất của con rồi. Nhưng tính cách của con thực sự quá nhu nhược, không làm được việc lớn, vị trí gia chủ nhà họ Nghiêm, con không thích hợp. Nghiêm Tư Tề cúi đầu. Nghiêm Sĩ Khâm lại mừng thầm trong lòng, Nghiêm Công Nghiệp chỉ có hai con trai, Nghiêm Tư Tề đã không thích hợp kế thừa vị trí gia chủ, vậy chỉ còn lại một con cả là ông ta. Bố, Nghiêm Sĩ Khâm quỳ xuống ngẩng đầu nói, bố yên tâm, con nhất định tận tâm tận lực, để nhà họ. Nghiêm Hưng Thịnh muôn đời. Mày, Nghiêm Công Nghiệp cười lạnh lùng nói, mày thì thôi đi. Nhưng bố à, vừa nãy bố đã nói, chú hai không thích hợp làm gia chủ mà. Thằng hai không thích hợp, mày cũng đừng hòng. Hôm nay, ở đây, trước mặt Tuệ Mẫn, Lâm Vân và cậu Lý, tôi chỉ định Nghiêm Cẩn làm người kế nhiệm. Đợi sau khi tôi trăm tuổi, cái nhà này giao cho Nghiêm Cẩn. Ngoại trừ Lý Dục Thần và Lâm Vân, những người khác đều ngẩn người. Không ai ngờ rằng Nghiêm Công Nghiệp lại đột ngột chỉ định cho Nghiêm Cẩn làm gia chủ tương lai. Bố, Nghiêm Cẩn còn nhỏ, còn đang học cấp 3, Nghiêm Sĩ Khâm nói, bố không chọn con, cũng nên chọn Lập Nguyên chứ. Nghiêm Lập Nguyên là con trai của Nghiêm Sĩ Khâm và vợ cũ, cũng là cháu cả của Nghiêm Công Nghiệp. Từ khi vợ cũ của Nghiêm Sĩ Khâm qua đời, rồi cưới Hầu Thái Phương, Nghiêm Lập Nguyên được đưa ra nước ngoài du học. Hừ, mày còn có mặt mũi nói. Nếu không phải là mày, Lập Nguyên sẽ ra nước ngoài, nhiều năm như vậy cũng không gọi điện về nhà sao, Nghiêm Công Nghiệp. Tức giận nói, được rồi, chuyện này, quyết định vậy đi. Nghiêm Công Nghiệp nói xong, liền làm tư thế xin mời, nói với Lý Dục Thần, cậu Lý, chúng ta vào nhà ngồi đi. Nghiêm Tuệ Mẫn nhìn xác khô khắp đất một cái, vừa nãy vì căng thẳng, không cảm thấy gì, lúc này lại buồn nôn, nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, càng sợ hãi, nói. Bố à, chúng ta về quê thì hơn, đợi một thời gian, ám khí xui xẻo ở đây tan hết rồi lại về. Nghiêm Công Nghiệp gật đầu nói, cũng được. Bèn nói với Nghiêm Tư Tề, ở đây giao cho con đấy, bố về quê ở 2 ngày. Nghiêm Tư Tề đáp một tiếng, rồi gọi điện. Tuy nhà họ Nghiêm gặp biến cố lớn, nhưng vẫn còn các mối quan hệ và tích lũy. Những thân tín của nhà họ. Nghiêm bị Hầu Thái Phương đuổi đi, nghe nói anh em nhà họ Hầu đã chết. Đương nhiên tình nguyện quay về. Nghiêm Sĩ Khâm thấy Nghiêm Công Nghiệp muốn đi, quỳ trong sân viện sốt ruột nói, bố, còn con thì sao? Mày cứ quỳ đó đi, từ từ suy nghĩ, Nghiêm Công Nghiệp nói cũng không quay đầu lại. Lý Dục Thần biết, Nghiêm Sĩ Khâm là con trai ruột của Nghiêm Công Nghiệp, hổ không ăn thịt con, bất luận Nghiêm Sĩ Khâm làm gì, Nghiêm Công Nghiệp cũng không nhẫn tâm ra tay. Nhưng đây là chuyện nhà của nhà họ Nghiêm, Lý Dục Thần cũng không quản. Chuyện lớn của nhà họ Nghiêm đã định, chuyện còn lại cũng không liên quan nhiều đến Lý Dục Thần, anh bèn cáo từ người nhà họ Nghiêm, định đến Long Hổ Sơn. Nghiêm Cẩn vô cùng không nỡ, đi theo tiễn anh, tiễn Lý Dục Thần đến đài câu Nghiêm Tử Lăng bên sông. Lúc chia tay, cậu liền hỏi, anh rể, lúc nào anh lại đến dạy em thuật pháp? Lý Dục Thần cười nói, những chiêu tôi dạy cậu tối qua cũng đủ cho cậu tiêu hóa một thời gian rồi. Ngoài ra, nếu tôi đoán không nhầm,
cây bút đó của cậu chính là cần câu rồng mà họ nói, còn trong cuốn sách Tử Lăng có lẽ còn ẩn dấu bí pháp liên quan, cậu nghiên cứu thật kỹ đi. Hãy nhớ, thuật pháp chỉ là sản phẩm phụ của tu hành, không phải là tu vi cảnh giới của bản thân cậu. Những thứ tổ tiên Tử Lăng tiên sinh nhà cậu báo mộng truyền dạy cho cậu mới là chính đạo, học chăm chỉ đi. Nói xong, bèn ngự kiếm bay đi, hóa thành một luồng kim quang, rồi biến mất nơi chân trời. Nghiêm Cẩn ngưỡng mộ nhìn đám mây chân trời. Trên danh nghĩa là anh rể, thực tế trong lòng cậu ta, sớm đã coi Lý Dục Thần là sư phụ rồi. Mấy ngày trước, Phủ Thiên Sư Long Hổ Sơn tiếp đãi hai vị khách đặc biệt, Viên Thọ Sơn, gia chủ nhà họ Viên Tiên Đường, và Viên Thế Kiệt, cháu trai của ông ta. Viên Thọ Sơn có giao tình với một vị chấp sự của Phủ Thiên Sư, vì vậy được trực tiếp vào phủ đệ cá nhân của Phủ Thiên Sư. Ông ta vốn muốn bái biến Thiên Sư Trương Thích Khôn, nhưng được báo là Trương Thiên Sư đang bế quan, không gặp người ngoài. Vị chấp sự đó biết ông ta muốn chữa bệnh cho cháu trai, bèn đưa ông ta đến y đường, mời một đạo trưởng tinh thông y đạo đến khám bệnh cho Viên Thế Kiệt. Vị đạo trưởng đó vừa nhìn, liền kinh ngạc, lập tức đi bẩm báo với đường chủ của y đường chủ lại mời đến đạo trưởng Mao Khuê Sinh. Mao Khuê Sinh vừa bắt mạch cho Viên Thế Kiệt, liền cau mày, nói cậu ta bị ma khí xâm nhập tấn công, ngũ tạng bị thương, linh hồn tổn thương, vô cùng nghiêm trọng. Viên Thọ Sơn kinh hồn bạt vía, nếu Phủ Thiên Sư cũng không chữa được, thì đúng là hết cách chữa. Ông ta khổ sở cầu xin Mao Khuê Sinh cứu Viên Thế Kiệt một mạng. Mao Khuê Sinh nói, cứu thì cứu được, nhưng ông phải nói với tôi trước, cậu ta chọc vào ma đạo như thế. Nào, cháu trai tôi bị một người tên Lý Dục Thần hại, vừa nhắc đến Lý Dục Thần, Viên Thọ Sơn hận đến. Nghiến răng nghiến lợi, thêm mắm thêm muối kể ra. Chuyện Lý Dục Thần đến nhà khiêu chiến một lượt. Đương nhiên ông ta sẽ không nói Viên Thế Kiệt tự đi vào ma đạo, trên thực tế ông ta cũng không rõ Viên Thế Kiệt bị làm sao, chỉ đổ hết trách nhiệm lên Lý Dục Thần. Lý Dục Thần, Mao Khuê Sinh hừ lạnh lùng một tiếng, vậy mà lại có người của ma tu ngang nhiên đi lại trong thành phố, còn dám khiêu chiến thế gia tiền đường. Phủ Thiên Sư hiệu lệnh thiên hạ chính nhất. Chữ yêu diệt ma là chức trách của chúng tôi, ông yên tâm, tôi nhất định quản chuyện này. Mao Khuê Sinh lại đi báo cáo với Trần Thọ Đình, chủ trì giám viện. Trần Thọ Đình đích thân ra mặt chữa bệnh cho Viên Thế Kiệt, với bí pháp chính nhất, đuổi trừ ma khí trên người Viên Thế Kiệt. Chỉ là linh hồn Viên Thế Kiệt tổn thương nghiêm trọng, khiến Trần Thọ Đình rất không hiểu. Linh hồn tổn thương nghiêm trọng như vậy, dường như chỉ xảy ra với những người tự nguyện hiến tế linh hồn. Mao Khuê Sinh căm phẫn nói, chắc chắn là Lý Dục. Thần này đã dùng cách gì ép cậu Viên hiến tế linh hồn. Kẻ này đúng là đáng hận, mà đầu như vậy, làm sao có thể để mặc cho hắn ngang nhiên đi lại ở phàm trần. Tôi nguyện nhận lệnh xuống núi, diệt trừ ma đầu này. Trần Thọ Đình trầm ngâm nói, chính ta không đứng cạnh nhau, diệt ma bảo vệ đạo, đệ tử chính nhất ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác, ông Viên, bây giờ Lý Dục thần đó đang ở đâu? Viên Thọ Sơn vui mừng trong lòng nói, cậu ta ở thành phố Hòa Nam Giang, nghe nói làm con rể của nhà họ Lâm. Thành phố Hòa, Trần Thọ Đình suy nghĩ nói, thành phố Hòa có tòa thiên tinh quan, là chỉ nhánh của chính nhất ta, Mao đạo trưởng, ông mang theo thiên sư lệnh, đến thiên tinh quan, hiệu lệnh các tu sĩ gần đó diệt trừ tà mà này. Viên Thế Kiệt tiếp nhận điều trị 2 ngày ở phủ thiên sư, cơ thể cơ bản được chữa khỏi, nhưng linh hồn tổn thương, trở thành kẻ ngốc. Đạo trưởng Trần Thọ Đình cũng chẳng còn cách nào. Bất đắc dĩ Viên Thọ Sơn đưa Viên Thế Kiệt về tiền đường, chỉ là càng hận Lý Dục Thần hơn. Bây giờ ông ta chỉ hy vọng đạo trưởng Mao Khuê Sinh đến thành phố Hòa, có thể diệt trừ được Lý Dục Thần, như vậy sẽ kết thúc. Không có Lý Dục Thần, với thực lực của nhà họ Viên, bóp chẹt nhà họ Lâm chỉ là chim ưng trêu đùa gà con, lúc nào cũng có thể chơi chết bọn họ. Vì vậy lần này ông ta hạ quyết tâm. Quyên tặng Phủ Thiên Sư một món tiền lớn, còn đồng ý với Trần Giám Viện, quay về sau này gom tiền giúp Phủ Thiên Sư xây. Dựng một tòa cung điện, và mở rộng vườn linh chi rộng lớn gấp đôi hiện tại. Trước khi xuống núi, Viên Thọ Sơn lại thỉnh cầu Trần Thọ Đình và Mao Khuê Sinh nhất định phải giúp họ chủ trì công đạo, diệt trừ ma đầu Lý Dục Thần này. Đương nhiên ông ta cũng thêm mắm thêm muối tuyên truyền sự tích tà ác của Lý Dục Thần một hồi, ví dụ như khuấy động tranh chấp nội bộ nhà họ Lâm, dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết chết cả nhà Lâm Lai Phong, một nhánh khác của nhà họ Lâm, và giết Viên Quốc Thành, ép Lâm Lai nghỉ phát điên, và dùng vũ lực bức ép thôn tính tài sản mấy tỷ của nhà họ cha.
Trần Thọ Đình nghe chỉ cau mày, còn Mao Khuê Sinh lại nổi giận không để đâu cho hết, lập tức mang theo thiên sư lệnh, đến thiên tỉnh quan thành phố Hòa. Khi Lý Dục Thần đến phủ thiên sư, Viên Thọ Sơn và Mao Khuê Sinh đều đã đi, cho nên không gặp được. Giống như Bạch Vân Quan, Lý Dục Thần cũng mua vé, đi vào tham quan như du khách. Thực ra nếu nói diện tích, phủ thiên sư không rộng bằng Bạch Vân Quan, chỉ là non cao sông dài, trông vô cùng rộng lớn, còn Bạch Vân Quan ở thủ đô, tuy chiếm diện tích lớn hơn, nhưng cảm giác lại nhỏ hơn một chút. Hai bên một nam một bắc, một bên đại diện cho chính nhất, một bên đại diện toàn chân. So sánh ra, xung quanh Bạch Vân Quan có vương khí vần quanh, có cảm giác ẩn trong thành phố. Còn phủ thiên sư giữa núi cạnh sông, càng có cảm giác hoang dã quy ẩn. Đáng tiếc là, tòa nhà của phủ thiên sư phần lớn đều là xây mới, giường cột chạm trổ, vô cùng tinh xảo, nhưng không đủ cổ xưa. Về bài trí cũng có cố ý tạo hình dạng bát quái, mấy cung điện bài trí không hợp với phong thủy địa khí ở đây. Xem ra tuy nơi này sâu trong núi, nhưng lại chịu quá nhiều ảnh hưởng và quấy nhiễu của hồng trần. Lý Dục Thần đi dạo tùy ý, không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt, đoán rằng nơi này không phải nơi thiên sư luyện công. Chỉ tìm được một đạo sĩ gác cổng, nói là đến thăm Trương thiên sư, nhờ anh ta đi thông báo. Đạo sĩ gác cổng có thái độ rất tốt, giải thích với anh, bình thường thiên sư không gặp khách, còn nói rõ chi tiết một vài quy tắc và quy trình tham quan và vào dâng hương. Là anh ta đã coi anh là du khách rồi. Lý Dục Thần cũng rất bất lực, đây là đạo sĩ bình thường, nói với người ta mình ta đệ tử thiên đô, sợ rằng người ta cũng chưa chắc biết, cũng không thể thì triển thuật pháp cho người ta xem chứ. Bỗng nhiên nhớ ra mình còn mang theo kiếm thiên sư, bèn nói, đạo trưởng, anh đi thông báo một tiếng, nói là tôi được sự ủy thác của đạo trưởng Lăng Tiêu, đến trả kiếm thiên sư. Đạo sĩ đó lập tức kinh ngạc, nhìn Lý Dục Thần mấy cái, hình như không tin lắm, nhưng không có du khách nào lại đùa như vậy, bèn đưa Lý Dục Thần đến phòng khách, rồi cho gặp chấp sự khách đường. Chấp sự khách đường nghe cũng không tin lắm, nghỉ hoặc hỏi, vị sư huynh này quen biết sư thúc Lâm Tiêu của tôi ư? Lý Dục Thần thấy chấp sự khách đường cũng đã 40-50 tuổi, xem ra bối phận của Lăng Tiêu tử này cũng rất cao. Tôi và Lăng Tiêu tử chỉ có duyên gặp một lần. Lăng Tiêu tử, chấp sự khách đường nghe xong, bỗng bật cười, sư huynh, cậu bị Lâm sư thúc của tôi lừa rồi, ông ấy tên là Lâm Tiêu, Lâm trong rừng cây, Tiêu trong xào sạc rì rào, Lăng Tiêu tử là ông ấy tự đặt bừa cái tên cho mình. Có phải gặp hai đạo sĩ, một người là Thanh Huyền, một người là Xích Dã không? Lý Dục Thần hơi kinh ngạc gật đầu. Chấp sự khách đường cười nói, đó là hai đồ đệ của Lâm sư thúc rồi, cái tên cũng là đặt bừa bãi, không có trên tịch lục chính nhất chúng tôi. Trên thực tế, vì họ giả danh lừa gạt, sớm đã bị phủ thiên sư đuổi ra khỏi đây, hủy bỏ đạo tịch rồi. Về việc đuổi ra khỏi núi, Lý Dục Thần sớm đã liệu được, dù sao ngay cả kiếm thiên sư mà cũng ăn trộm, nhưng anh không ngờ tên của ba người này là tự đặt bừa bãi, chẳng trách cùng tên với tiên chân thượng cổ. Giọng điệu của chấp sự khách đường hình như không phải ghét bỏ Lâm Tiêu, chỉ có chút hài hước. Kiếm thiên sư là tín vật mang theo bên người của thiên sư, đến nay vẫn được treo ở điện thiên sư, làm sao lại ở trong tay một đồ đệ bị đuổi chứ? Vị sư huynh này, có lẽ cậu bị họ lừa rồi. Đương nhiên chấp sự khách đường cũng có ý tốt nhắc nhở, nhưng Lý Dục Thần biết, kiếm thiên sư trên người mình chắc chắn là thật. Kiếm thiên sư là pháp khí thiên sư nhiều đời, không thể nào có hai thanh. Anh cũng không tiện nói chấp sự khách đường không hiểu biết, bèn nói, được sự ủy thác của người ta, cũng là việc của mình, tôi đồng ý đưa kiếm thiên sư trả về phủ thiên sư, thì cũng phải làm xong mới được, vẫn xin đạo trưởng thông báo một tiếng. Ngoài ra, tôi cũng có việc khác cần gặp Trương thiên sư. Chấp sự khách đường nói, thiên sư, sợ rằng cậu không gặp được, một là thiên sư không phải ai cũng có thể gặp được, hai là ông ấy đang bế quan, cũng không thể gặp khách. Thế này đi, chuyện của cậu. Tôi đi bẩm báo một tiếng, xem giám viện có thể gặp cậu không, không biết sư huynh phải xưng hô thế nào. Lý Dục Thần gật đầu nói, tôi là Lý Dục Thần, phiền đạo trưởng rồi. Chấp sự khách đường đi khỏi, một lát sau đã quay lại, sắc mặt hơi nghiêm trọng, ánh mắt nhìn Lý Dục Thần cũng khác, nói một câu, cậu đi theo tôi. Ông ta đưa Lý Dục Thần đến phủ đệ riêng của thiên sư. Lúc đi qua điện thiên sư, Lý Dục Thần nhìn thấy trên tường mặt bên trong điện treo một thanh kiếm gỗ đào. Giống giống y hệt thanh kiếm mà mình mang theo. Chỉ là dùng thần thức cảm ứng, không hề có linh tính của pháp khí.
Lý Dục Thần lập tức hiểu ra. Phủ Thiên Sư làm mất Kiếm Thiên Sư, còn là đồ đệ bị đuổi trốn mất, truyền ra ngoài rất mất mặt, cho nên làm một thanh kiếm giả giống y hệt. Nhưng dù sao kiếm giả cũng là đồ giả, không có tác dụng thật, rất dễ bị lộ, bèn dứt khoát không sử dụng. Treo trong điện Thiên Sư, cũng coi là danh chính ngôn thuận. Chấp sự đưa Lý Dục Thần vào trong. Đã có mấy lão đạo sĩ ngồi trong phòng, một vị chính giữa khuôn mặt quắc thước, có vài phần tiên phong đạo cốt, chỉ là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Chấp sự hành lễ với các lão đạo sĩ nói, tôi đưa Lý Dục Thần đến rồi. Sau đó lui ra ngoài. Lý Dục Thần thấy hơi kỳ lạ, đạo tiếp khách của Phủ Thiên Sư là vậy sao? Vừa không giới thiệu cho anh những người ngồi đây là ai, cũng không mời anh ngồi, cứ vậy thản nhiên đứng chính giữa, một đám lão sĩ ngồi trước mặt, giống như cư sĩ đến tham gia sát hạch thụ lục. Cậu chính là Lý Dục Thần, lão đạo sĩ trong đó quát hỏi, giọng điệu vô cùng nghiêm nghị. Lý Dục Thần cau mày, không vui nói, thần, ông là ai? Tôi là Lý Dục. Hười ma đầu to gan, lại xông vào Phủ Thiên Sư, thực. Sự coi chính nhất không ai có thể hàng phục được cậu sao? Một lão đạo khác chỉ vào hình ảnh Thiên Sư trên trung đường. Thấy cậu còn trẻ, ông trời có đức hiếu sinh, cậu quỳ xuống trước Thiên Sư tỏa hối lỗi, tự hủy ma công, thì tha cho cậu một mạng. Nếu không, sẽ cho cậu nếm thử mùi vị ngũ lôi tấn công. Lý Dục Thần nghe mà khó hiểu. Tôi đến đưa kiếm cho ông, các ông lại bắt tôi quỳ trước mặt Thiên Sư hối lỗi, còn muốn lấy sấm sét tấn công tôi. Thì ra tôi không phải đến đưa kiếm, mà là bị coi thường hải. Ha ha, Lý Dục Thần cười lạnh lùng một tiếng, kệ ỷ cả Thiên Sư ở đây, cũng không dám ăn nói với tôi như vậy. Công đồ ngu dốt, một đạo sĩ tức giận quát, nơi này là Phủ Thiên Sư thống lĩnh đạo môn thiên hạ, trừ ma bảo vệ đạo, cả thiên hạ đều tôn kính. Ngoại trừ sứ giả Thiên Đô, tiên nhân Côn Luân, cho dù nguyên thủ một nước, cũng vô cùng tôn kính Thiên Sư, cậu là cái thá gì, dám ăn nói như vậy. Tôi là đệ tử Thiên Đô, cũng chính là tiên nhân Côn Luân mà ông nói, Lý Dục Thần hiên ngang đứng ở đó nói. Ha ha ha, một đám lão đạo sĩ cùng cười lớn. Tà ma ngoại đạo, lại dám tự xưng thượng tiên Thiên Đô. Nhóc con, cậu có biết tạo khẩu nghiệp trước mặt Thiên Sư thì phải chịu trừng phạt không? Lý Dục Thần chẳng thèm để ý đám lão đạo sĩ này, đưa tay ra, một thanh kiếm gỗ đào xuất hiện trong tay, trên thân kiếm có kim quang bùa chú thấp thoảng chuyển động. Các ông không tin thì thôi, thanh kiếm này, xem ra cũng không cần trả các ông nữa. Đám lão đạo sĩ vừa nhìn thấy kiếm gỗ đào, người nào cũng lộ vẻ kinh ngạc. Vẻ mặt của người dẫn đầu ở giữa càng biến sắc, nói, là Kiếm Thiên Sư. Những người khác còn đang nghỉ hoặc, nghe ông ta nói vậy, đều chấn kinh không thôi. Lý Dục Thần quay người định bỏ đi, nhưng đám lão đạo sĩ đó đột nhiên vút người bay lên, rào rào đáp xuống xung quanh Lý Dục Thần, bao vây anh. Chỉ có đạo sĩ ở giữa vẫn ngồi yên trên ghế chính giữa. Lý Dục Thần cười lạnh lùng nói, làm sao, còn định cướp hả? Vị đạo sĩ ở giữa nói, cậu lấy thanh kiếm này ở đâu? Lý Dục Thần nói, vừa nãy tôi đã nói với đạo trưởng đó rồi, là Lâm Tiêu đưa cho tôi, trước khi chết ông ta nhờ tôi trả lại cho Phủ Thiên Sư. Nhưng các ông không tin, vậy tôi cũng chẳng còn cách nào. Cáo từ, cậu đi nổi không? Một đạo sĩ tiến lên một bước, ngăn trước người Lý Dục Thần. Lý Dục Thần cười lạnh lùng nói, các ông ngăn được tôi không? Nhóc con, cuồng ngạo. Đạo sĩ nổi giận, vung phất trần trong tay, giải ra một tấm lưới, bao trùm Lý Dục Thần. Lý Dục Thần khẽ vung Kiếm Thiên Sư trong tay, chém đứt cái lưới đó. Đạo sĩ sượt sượt lùi lại mấy bước, suýt nữa đứng không vững. Mặt ông ta đỏ bừng, tức giận nhìn Lý Dục Thần, nhưng lại không dám ra tay. Vị đạo sĩ dẫn đầu tỏ vẻ mặt nghiêm trọng, nói cậu lại hiểu Thiên Sư phù, có thể điều khiển được Kiếm Thiên Sư. Đạo sĩ bên cạnh nói, chắc chắn là tên nghiệt chướng Lâm Tiêu đã truyền cho cậu ta. Đồ chó này, làm bại hoại danh tiếng Thiên Sư, ăn trộm Kiếm Thiên Sư, còn truyền đạo pháp Thiên Sư cho người ngoài. Chúng ta bày ngũ lôi trận, đánh chết tên nhóc này. Sắc mặt Lý Dục Thần băng lạnh, nói, đám lão đạo sĩ các ông, tôi có lòng tốt đến đưa kiếm, các ông không trọng lễ tiết thì thôi đi, còn động một cái muốn giết, tưởng tôi dễ ức hiếp thật hả? Nơi này rốt cuộc là Phủ Thiên Sư hay là Phủ Diêm Vương? Gạch dưới V kép đạo sĩ dẫn đầu hơi do dự, hỏi, Lý Dục Thần, tôi Âu Viên Thế Kiệt của nhà họ Viên Tiền Đường, có phải cậu làm hại không?
Lý Dục Thần hơi ngẩn người, thế thì làm sao? Hừ, đạo sĩ hừ lạnh lùng một tiếng, tôi thấy bề ngoài cậu sáng sủa thanh bạch, thì ra đúng là ma tu. Nếu không phải nhà họ đến phủ thiên sư xin chữa bệnh, người đời làm sao biết cậu là ma đầu? Môn hạ chính nhất tôi, lấy diệt ma bảo vệ đạo làm trách nhiệm. Hôm nay cậu đã vào phủ thiên sư, vậy thì đừng hòng đi. Một đạo sĩ khác nói, tôi đã nói rồi, những kẻ giao. Dù với tên bại hoại Lâm Tiêu đó, làm sao có thể là người tốt? Còn đến đưa kiếm, tôi thấy chắc chắn là có âm mưu khác. Nói, Lâm Tiêu trốn ở đâu, các người định giở quỷ kế gì? Cuối cùng Lý Dục Thần hiểu ra. Viên Thọ Sơn đưa Viên Thế Kiệt đến Phủ Thiên Sư xin chữa bệnh, nhân tiện cáo trạng. Người của Phủ Thiên Sư thấy ma khí trong người Viên Thế Kiệt, liền tin lời của người nhà họ Viên, coi Lý Dục Thần thành ma đạo. Anh không khỏi thấy buồn cười, đường đường Phủ Thiên Sư, xác định người khác là ma hay tiên, lại chỉ dựa vào lời của một phía. Lý Dục Thần chẳng thèm thanh minh, cười lạnh lùng nói, ma tiên không phân biệt nổi, Phủ Thiên Sư cũng chỉ vậy mà thôi. Nói xong liền đi ra ngoài. Muốn đi, đâu có dễ như vậy, vị đạo sĩ ở giữa lớn tiếng quát, bày trận. Năm đạo sĩ vốn đã đứng bao vây xung quanh Lý Dục Thần theo phương vị ngũ hành. Lúc này nhận được lệnh, bèn lập tức cất bộ pháp bát quái, lấy ra pháp khí, bày ngũ lôi trận. Chỉ thấy trong tay họ có thêm rất nhiều bùa màu vàng, từng lá bùa liên tiếp mở ra, lơ lửng trong không trung. Những lá bùa này hình thành một hình thái cực lập thể, xoay chuyển trong không trung theo thân hình của năm lão đạo sĩ. Lý Dục Thần cũng không vội, chỉ đứng ở đó nhìn. Vị đạo sĩ dẫn đầu vẫn ở bên ngoài, dường như không liên quan đến ngũ lôi trận. Nhưng trong tay ông ta có thêm một mặt gương đồng bát quái, một mặt của mặt gương sáng bóng, mặt còn lại được đúc hình bát quái hậu thiên. Trừ ma bảo vệ đạo, là bổn phận của đệ tử chính nhất, hôm nay, chúng tôi ở phủ đệ thiên sư, mời ngũ lôi hạ phàm, giết ma đầu này, trời đất chứng giám. Ông ta chĩa thẳng mặt gương vào ngũ lôi trận, phóng ra một đường kim quang. Kim quang đánh trúng một lá bùa trong đó, lá bùa đó cũng phát ra kim quang, tỏa ra, đánh trúng lá bùa bên cạnh, lá bùa bị đánh trúng lại tỏa bắn ra kim quang. Từng đường kim quang truyền giữa các lá bùa. Chú văn trên lá bùa sáng lên. Cả không gian, lại chằng chịt chỉ chít vô số chú văn kim quang sáng lên. Từng tia sét nhỏ dày đặc vụt lóe trong các chú văn. Sau đó, những tia sét càng lúc càng nhiều, càng lúc càng sáng, càng lúc càng thô to. Chỉ lát sau, đã biến thành một tấm lưới điện. Lý Dục Thần, giao kiếm thiên sư ra, quỳ trước mặt thiên sư hối lỗi, hủy ma công, thì tha cho cậu một con đường sống. Nếu không, dưới ngũ lôi chính pháp, cậu sẽ tan thành mây khói. Giọng của đạo sĩ uy nghiêm nghiêm khắc. Lý Dục Thần cười lạnh lùng một tiếng. Vừa hay lĩnh giáo đại trận ngũ lôi của phái chính nhất. Ngu muội cố chấp, đạo sĩ nổi giận, quát lớn, thiên sư chính pháp, sấm đâu. Trong ngũ lôi trận bỗng lóe lên kim quang, tất cả lá bùa lơ lửng trong không trung ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số tia sét cường mạnh, tấn công về hướng Lý Dục Thần. Tia sét đan xen quấn lên người Lý Dục Thần, càng lúc càng sáng, dần dần chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mờ của Lý Dục Thần, giống như bọc một lớp kén vàng nửa trong suốt dày chắc. Đạo sĩ thu lại gương đồng, thở dài một hơi. Đúng lúc đó, bỗng nghe thấy giọng của Lý Dục Thần trong kim quang vang lên, trận pháp ngũ lôi, cũng chỉ. Vậy mà thôi. Âm ầm một tiếng nổ vang, kén vàng nứt ra, kim quang vạn đạo phát ra. Các đạo sĩ kinh hồn bạt vía. Những lôi phù chính nhất này, bọn họ đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết mới luyện chế được ra. Mỗi một lá bùa đều có uy lực to lớn. Mười mấy lôi phù hợp lại với nhau. Bố trí thành trận pháp, mới có đại trận ngũ lôi này. Làm sao có thể, bị một thanh niên trẻ phá được dễ dàng như vậy? Từng tia sét bắn đến. Trong không gian nhỏ hẹp như vậy, họ vốn không có cách nào né tránh. Với công lực của họ, bị bất kỳ tia sét nào đánh trúng thì đều quá sức với họ, huống hồ là nhiều tia sét như vậy. Trong lòng lão đạo sĩ đều cảm thấy, hôm nay mình khó thoát khỏi kiếp nạn, sợ rằng sẽ phải tan thành tro bụi. Cũng may các đường tia sét bay đều bay qua bên cạnh họ, dường như là biết đường, không có tia nào đập chúng vào họ. Hàng vạn tia sét dày đặc tràn ngập cả trung đường. Lý Dục Thần hiện thân từ trong kim quang, không những không tổn hại, ngược lại dưới ánh chiếu của kim quang, càng có phong thái hơn. Anh chậm rãi giơ kiếm thiên sư lên, nói thu lại. Hàng vạn đường điện quang,
ầm ầm thu lại, dường như cùng lúc bay về phía kiếm thiên sư, toàn bộ được kiếm thiên sư hấp thụ. Lý Dục Thần thu lại kiếm, nói, đã không tin, mà còn vô lễ như vậy, thì cũng không cần trả kiếm nữa. Nếu muốn sống, thì bảo thiên sư tự đến thành phố Hoạt tìm tôi. Nói xong, lấy thiên sư lệnh, chiếu trong trung đường. Để lại ấn ký thiên đô, rồi cất bước ra khỏi trung đường, hóa thành một đường kim quang, bay vút lên trời. Trong trung đường rộng lớn, lại bình thường như cũ. Chỉ có đám đạo sĩ đó, người nào cũng ngây ra như khúc gỗ. Trần Thọ Đình ngẩn người nhìn về hướng Lý Dục Thần biến mất, trong lòng vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Một đạo sĩ bên cạnh cũng nghi hoặc nói, sư huynh, kẻ này thực sự là ma ư. Trần Thọ Đình lắc đầu nói, một kiếm phá ngũ lôi. Cậu ta muốn giết người, sợ rằng chúng ta không ai thoát được. Đúng thế, một đạo sĩ lớn tuổi khác nói, thiên sư còn đang bế quan, trừ phi khởi động đại trận Long Hổ Hộ Sơn, nếu không phủ thiên sư không ai có thể ngăn được cậu ta. Nói như vậy, cậu ta không phải là ma đạo, trên người cậu ta không có ma khí, trước đó tôi còn nghĩ cậu ta che giấu rất tốt, bây giờ xem ra, có lẽ chúng ta hiểu lầm rồi. Là ông cháu nhà họ Viên lừa người, đáng ghét, đạo sĩ trẻ tuổi nhất tức giận nói. Cũng không thể dễ dàng đoán định, mặc dù không phải là ma, kiếm thiên sư ở trong tay cậu ta, chắc chắn có quan hệ với tên phản nghịch Lâm Tiêu. Tôi thấy cậu ta cũng không phải chính đạo. Trần Thọ Đình trầm mặc một lát, thở dài một hơi nói, nếu hôm nay cậu ta thực sự là đến trả kiếm thiên sư, thì Trần Thọ Đình tôi là tội nhân của phủ thiên sư rồi. Đạo sĩ lớn tuổi bên cạnh nói, Trần sư đệ không cần tự trách, nếu có tội, chúng tôi cùng gánh vác trách nhiệm cùng ông là được. Tôi muốn đi gõ chuông, Trần Thọ Đình nói. Gõ chuông, đạo sĩ lớn tuổi kinh ngạc, theo quy tắc, chỉ có đạo môn rơi vào nguy cơ tồn vong, hoặc là thiên hạ đại loạn, mới có thể xin thiên sư xuất quan, bây giờ. Trần Thọ Đình nói, kiếm thiên sư là chí bảo thiên sư, tượng trưng cho nhiều đời thiên sư, mất tích nhiều năm, thiên sư vẫn luôn cảm thấy có lỗi với tổ sư các đời. Nay nó đã xuất hiện, nếu không tìm về, sau này chúng ta có mặt mũi nào đi gặp tổ tiên? Huống hồ, mấy ngày trước có đạo hữu nước ngoài đến truyền tin, nói gần đây dị giáo nước ngoài nổi loạn, có giáo phái đang liên hiệp thế lực các phương, phản đồ gây bất lợi với Hoa Hạ. Tôi ngầm có dự cảm, thiên hạ thái bình đã lâu. Yêu ma ngoại đạo sắp xuất hiện, chính là lúc chúng ta nên ra tay. Các đạo sĩ đều gật đầu. Họ bèn cùng đến chính nhất quan trên núi, quỳ bái chính nhất phong từ xa, gõ chuông tiên, khấu đầu bên ngoài phòng phương trưởng. Không lâu sau, thì thấy chính nhất phong mây khói sôi sục, vượn kêu chim hót giữa núi. Cửa phòng phương trưởng bỗng mở ra, một đạo nhân áo trắng đi ra, chính là Trương Tích Khôn, thiên sư hiện nay của Long Hổ Sơn. Đệ tử cung nghênh sư tôn xuất quan, với Trần Thọ Đình dẫn đầu, các đạo sĩ dập đầu nói. Sư tôn đi theo tổ tiên vào cõi thần tiên, tại sao gõ chuông gọi sư tôn quay về, Trương Thích Khôn hỏi. Khởi bẩm sư tôn, kiếm thiên sư xuất hiện rồi, Trần Thọ Đình trả lời. Ồ, ánh mắt Trương Thích Khôn sáng lên, khuôn mặt thanh tịnh lộ ra vẻ ngạc nhiên, sư huynh trước khi bế quan sinh tử, đã từng nói, ngày kiếm thiên sư xuất hiện, sẽ là lúc thiên hạ đại loạn. Các người gõ chuông cũng rất đúng lúc. Nói xong liền đi xuống bậc thềm, dẫn mọi người cùng xuống núi, trở về phủ thiên sư. Trên đường, Trần Thọ Đình báo cáo chi tiết với Trương Tích Khôn chuyện Lý Dục Thần đến, bao gồm chuyện Viên Thọ Sơn đưa Viên Thế Kiệt đến chữa bệnh. Trương Tích Khôn nghe xong, khế cao mày, nói Dục Thần đó thực sự nói muốn sư tôn đích thân đến thành phố Hòa xin cậu ta trả kiếm ư. Trần Thọ Đình khẽ trầm ngâm nói, cũng không phải nói đi cầu xin cậu ta. Chỉ đúng là nói bảo sư tôn đích thân đi. Tuy không nói như vậy, nhưng ý cũng rất rõ ràng, chính là muốn sư tôn đi cầu xin cậu ta, đạo sĩ bên cạnh. Tức giận nói, cuồng ngạo như vậy. Phủ thiên sư thống lĩnh đạo môn thiên hạ, kể cả toàn chân Tùng Lâm, bất luận Bạch Vân Quan hay là Trọng Dương Cung, cũng không dám bất kinh với thiên sư. Cậu ta là ai chứ, dám ăn nói như vậy. Trương Tích Khôn cũng hơi nổi giận, nhưng ông ta là thiên sư, cảnh giới đã vượt qua người thường. Càng không phải người không phân trắng đen, nói cậu ta đến phủ thiên sư, các người không phân rõ trắng đen, đã sử dụng mũ lôi trận với người ta, cũng không thể trách cậu A nổi giận. Nếu là người bình thường, dưới ngũ lôi, sớm đã hồn bay phách tán rồi. Môn hạ thiên sư, không phải kẻ lạm sát. Một đạo sĩ nói, chủ yếu là chịu ảnh hưởng của ông cháu nhà họ Viên, cứ mặc định nghĩ rằng cậu ta là ma đạo, mới chuẩn bị đại trận ngũ lôi.
nhưng các đồ đệ cũng không hạ gục được cậu ta, để người ta một kiếm phá trận, Trương Thích Khôn nói. Trần Thọ Đình đỏ bừng mặt, hổ thẹn nói, đệ tử khiến thiên sư mất mặt rồi. Trương Thích Khôn cười nói, cũng không trách các người. Trong tay cậu ta có kiếm thiên sư, mà còn hiểu cách ngự kiếm, đương nhiên các đệ tử không phải đối thủ. Trương Thích Khôn đã là thiên sư, đương nhiên trong lòng biết rõ uy lực của kiếm thiên sư. Thiên sư có kiếm, và thiên sư không có kiếm, luận sức chiến đấu, thì hoàn toàn khác xa nhau. Trong lòng đám người Trần Thọ Đình khế thở vào một hơi, thì ra không phải ngũ lôi trận không ổn, cũng không phải họ không đủ tu vi, mà vì trong tay đối phương có kiếm thiên sư. Kiếm thiên sư là đồ của phủ thiên sư, nói đi nói lại, vẫn là phủ thiên sư lợi hại. Trương Thích Khôn bước vào trung đường phủ đệ thiên sư, cũng chính là hiện trường Lý Dục Thần dùng một kiếm phá ngũ lôi trận. Vừa bước vào ngưỡng cửa, ông ta đã phát hiện ra điều gì, ngẩng đầu, liền kinh ngạc, kêu a một tiếng. Các đệ tử đâu từng thấy sư tôn kinh hoàng như vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trương Thích Khôn chỉ lên bên trên trung đường, tay không ngừng run rẩy nói, đây. Đây là... Mọi người ngẩng đầu nhìn, trên trung đường treo hình ảnh thiên sư, không có gì bất thường, họ cũng cảm thấy kỳ lạ. Sư tôn bị làm sao vậy? Bế quan lâu rồi, ngay cả chân dung các tổ sư cũng không nhận ra ư. Đừng dùng mắt nhìn, dùng thần thức quan sát, Trương Thích Khôn nói. Trần Thọ Đình mở thần thức, mới kinh hãi phát hiện, trên chân dung thiên sư, lại có thêm một con dấu, mắt thường không thể nhìn thấy, chỉ lấp lánh phát kim quang trong thần thức. Trên chân dung thiên sư sao lại có thần ấn? Nhìn kỹ lại, hai chữ triện trên con dấu, chữ thứ nhất là thiên, chữ thứ hai là đô. Thiên đô, Trần Thọ Đình kinh hãi. Ông ta bỗng nhớ ra, trước khi Lý Dục Thần đi, hình như quay người chỉ vào trong trung đường. Chẳng lẽ... Trần Thọ Đình có chút không dám tin. Thiên đô lệnh, cậu ta là sứ giả thiên đô, Trương Thích Khôn đau tim nhức óc hu hu. Phủ thiên sư lại chọc đến sứ giả thiên đô rồi. Nghe thấy lời của Trương Thích Khôn, cuối cùng Trần Thọ Đình mới tin, thanh niên tên Lý Dục Thần đó thực sự là sứ giả thiên đô, thượng tiên Côn Luân. Mình không chỉ lãnh đạm với cậu ta, còn tin lời vu khống, coi cậu ta là ma đạo, dùng ngũ lôi trận tấn công cậu ta. Cũng may cậu ta pháp lực cao cường. Nếu vì vậy mà bị thương, hoặc là bị sét đánh chết. Trần Thọ Đình nghĩ thôi đã cảm thấy sợ, quỳ xuống ệ tử có tội, xin sư tôn trách phạt. Các đạo sĩ khác cũng đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh nói, đệ tử có tội, xin sư tôn trách phạt. Trương Thích Khôn thở dài nói, không trách các, người, là kiếp số của thiên sư ta. Mau, mau lên, cùng sư, ôn đi đến thành phố Hòa, sư tôn phải đích thân tạ lỗi với sứ giải. Trong thiên tinh quan thành phố Hòa, Trương Đạo Viễn đang dâng lễ nốt hương, bỗng một tiếng sấm sét vang lên. Tiểu đạo sĩ bên cạnh sợ giật mình, lúc này đã là cuối thu, sắp vào mùa đông. Thành phố Hòa ở Giang Nam, tuy chưa đến mùa lạnh, nhưng cũng đã thấy hơi lạnh rồi. Thời tiết này, làm sao còn có sấm sét? Trương Đạo Viễn quỳ trên bồ đoàn nghe thấy tiếng sấm cũng giật mình. Thiên sư lệnh, Trương Đạo Viễn vừa kinh hãi vừa mừng vừa hoang mang. Vội vàng chỉnh lại quần áo, nói với đạo đồng bên cạnh, mau, mau lên cùng tôi đi tiếp thiên sứ. Ông ta bèn bước một bước ra cửa, đến sân viện, cung kính quỳ xuống, dập đầu nói, đệ tử Trương Đạo Viễn, cung nghênh thiên sứ. Không biết vị sư huynh nào đại giá. Chỉ nghe từ xa ngoài cổng núi vang lên một giọng nói. Tôi là Mao Khuê Sinh, đệ tử của Trương Thiên Sư, Phủ Thiên Sư, phụng lệnh xuống núi, truyền thiên sư lệnh đến Trương Đạo Viễn. Quan chủ thiên tinh quan thành phố Hòa, hiệu lệnh các tu sĩ đạo môn gần đây, cùng bắt ma đầu Lý Dục Thần. Lý Dục Thần. Trương Đạo Viễn hơi ngẩn người, tuy trong lòng nghi hoặc, lại không dám hỏi nhiều, dập đầu nói. Đệ tử tuân lệnh. Nhà họ Triệu thành phố Hòa. Một ông lão mù lưng gù nằm trên giường, hai cô gái trẻ trung xinh đẹp đang massage cho ông ta. Triệu Tứ Hải, gia chủ nhà họ Triệu e dè ở một bên, hỏi tiên ông. Mấy hôm nay ông ở đây có hài lòng không? Ông lão lưng gù mỉm cười nói, rất tốt, gia chủ Triệu có lòng rồi. Triệu Tứ Hải khom lưng nói, chỉ cần tiên ông hài lòng thì tốt, còn có yêu cầu gì, ông cứ việc dặn dò là được. Đôi mắt trống rỗng của ông lão lưng gù nhìn chằm chằm mỹ nữ massage bên cạnh, ừm một tiếng, bực bội xua tay. Triệu Tứ Hải nháy mắt với hai cô gái, rồi chậm rãi lui ra. Triệu Thần Dương đợi ở sân viện bên ngoài,
thấy ông A đi ra, liền hỏi, bố, lão già đó nói thế nào? Triệu Tứ Hải giơ tay xuyệt ra ý với hắn ta, quay đầu nhìn một cái, vội kéo con trai đến hành lang, đi qua một sân viện, mới thở một hơi, thấp giọng quát. Con chán sống rồi à? Gọi ông ta là lão già, chẳng may bị ông ta nghe được, con chết chắc đấy. Không đến mức thế chứ, cách xa như vậy, Triệu Thần Dương nói, hơn nữa bây giờ ông ta đang hưởng thụ ấm áp, đâu có quan tâm chúng ta nói gì. Triệu Tứ Hải lắc đầu nói, không được sơ suất, lúc trước Ngô Hiền cũng có thể nghe thấy tiếng từ xa, hơn nữa Thiệu Cư ông là sư phụ của Ngô Hiền. Chẳng phải lão ta nói muốn báo thù cho Ngô Hiền sao, sao lại cứ ở chỗ chúng ta không chịu đi. Bố cũng không biết, có lẽ là chưa chắc chắn. Ha ha, lúc đến thì ra vẻ lợi hại, con còn tưởng ghê gớm lắm cơ. Con đừng coi thường lão ta, càng là cao thủ, càng thận trọng. Đạo lý này, đi đến đâu cũng đúng. Con xem trên thương trường, đám cá sấu thực sự đó, trước nay chưa từng mạo hiểm. Danh tướng nổi tiếng, đều không đánh trận mà chưa nắm chắc. Điều này, con cũng phải học tập đi. Bố, đang yên đang lành, sao bố lại nói đến con? Bố chỉ nhắc nhở con một câu, con nghĩ xem lúc trước Ngô Hiền lợi hại thế nào, vung tay, đã dùng bố cục. Phong thủy khiến nhà họ Lâm lụi bại, một chữ bát, suýt nữa lấy mạng của Lâm Thượng Nghĩa. Hôm đó đại chiến với Lý Dục Thần, con cũng thấy rồi, thủ đoạn quỷ dị, quỷ thần khó lường. Ngô Hiền lợi hại như vậy, sư phụ ông ta Thiệu Cư ông có thể kém không? Hừ, có lợi hại đi nữa, cũng chẳng phải bị Lý Dục Thần giết sao. Cho nên Thiệu Cư ông mới thận trọng, có lẽ trước khi chưa nắm chắc gốc rễ của Lý Dục Thần, lão ta sẽ không ra tay. Vậy lão ta còn ở nhà chúng ta bao lâu? Còn đừng quan tâm việc này, lão ta thích ở bao lâu thì bấy lâu. Lão ta muốn gì thì cho cái đó, lão ta muốn đối phó Lý Dục Thần, thì cho lão ta đi đối phó, chúng ta chỉ xem thôi, tóm lại cũng không giúp được gì. Nếu thành công, chúng ta vừa hay nhân cơ hội hạ được nhà họ Lâm. Nếu thất bại, chúng ta coi như không biết gì. Triệu Thần Dương gật đầu nói, nó, vẫn là bố cao. Minh, lão gia, cậu. Lúc này, quản gia vội chạy đến, nói chủ, tôi có một chuyện muốn bẩm báo. Có chuyện gì, Triệu Tứ Hải hỏi. Quản gia nhìn ngó xung quanh nói, người đó. Yên tâm, ông ta đang hưởng thụ trong viện, ở đây cách tường không nghe thấy đâu, ông nói đi. Quản gia mới nói, tôi nghe nói một chuyện, có người của Phủ Thiên Sư Long Hổ Sơn đến, truyền Thiên Sư lệnh cho Trương Đạo Trưởng của Thiên Tỉnh Quan, nói muốn bắt Lý Dục Thần. Bây giờ Trương Đạo Trưởng đang triệu tập tăng đạo và nhân sĩ giáo phái dân gian gần đó, đến nhà họ Lâm, đòi nhà họ Lâm giao người. Triệu Tứ Hải và Triệu Thần Dương kinh ngạc. Họ còn chưa kịp nói, bỗng nghe thấy một giọng nói, vừa nãy ông nói là thật chứ? Giọng nói thoang thoảng, âm u xa xôi, dường như từ xa truyền đến, lại như ở ngay bên tai, như tiếng quỷ địa ngục. Ba người ớn lạnh, đặc biệt là Triệu Thần Dương, trong lòng lạnh run, oát hết mồ hôi. Họ đều nghe ra, chính là giọng của Thiệu Cư ông. Vừa dứt lời, một bóng đen lóe lên, Thiệu Cư ông xuất hiện trước mặt họ. Ông ta gù cái lưng, tay chống gậy, đôi mắt mù không tròng, nhưng mỗi một người ở đây đều cảm thấy ông ta đang nhìn mình. Quản gia lắp bắp nói, thưa lão tiên ông, tôi cũng chỉ nghe nói, thật hay giả cũng không dám chắc chắn, nhưng Thiên Tỉnh Quan rất nổi tiếng ở thành phố Hòa, người bình thường cũng sẽ không mang Thiên Tỉnh Quan và Trương Đạo Trưởng ra nói bừa. Hơn nữa, thành phố Hòa và mấy cung quan chùa miếu của nơi gần đây đều hành động, có lẽ là thật. Thiệu Cư ông cười ha ha nói, Phủ Thiên Sư lệnh, ha ha ha. Lão ta nói xong quay người, dùng gậy gõ lên vai Triệu Thần Dương, hỏi, Phủ Thiên Sư được gọi là Tổ Đình Đạo Môn, Thiên Sư lệnh được Đạo Môn Thiên Hạ cùng tôn kính, cậu nói xem, lão già như tôi có cần đi không? Triệu Thần Dương sợ hết hồn, đến nói năng cũng, không liền mạch, cần. Cần. Thiệu Cư ông nghiêm mặt, cậu nói tôi phải nghe theo hiệu lệnh của Phủ Thiên Sư. Không, không không, không cần, Triệu Thần Dương vội xua tay. Cái gì, cơ hội đối phó Lý Dục Thần tốt như vậy, cậu bảo tôi bỏ qua sao? Không không không. Triệu Thần Dương sợ đến sắc mặt tái xanh, toàn thân cứng đờ, thụp một tiếng quỳ xuống. Khi Thiệu Cư ông vừa đến nhà họ Triệu, hắn ta tận mắt nhìn thấy đối phương dùng cây gậy trong tay hút cạn máu của mấy tên bảo vệ. Tiên ông, Triệu Tứ Hải chắp tay nói, Phủ Thiên Sư bắt Lý Dục Thần, chưa chắc có thể địch được,
tiên ông có thể ra tay giúp họ, thiết nghĩ phủ thiên sư đó cũng sẽ cảm kích tiên ông. Thiệu cư ông hài lòng gật đầu, lấy cây gậy từ trên vai Triệu Thần Dương xuống, nói, vẫn là ông biết nói chuyện. Nói xong, bóng người vút đi, biến mất trước mặt bọn họ. Bố con nhà họ Triệu đứng ở đó, hồi lâu không dám nói gì. Triệu Tứ Hải chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, đúng là mời thần thì dễ tiễn thần thì khó. Mời Ngô Hiền đến, bây giờ Thiệu cư ông nghiễm nhiên coi nhà họ Triệu là nhà của ông ta. Trong lòng Triệu Tứ Hải rất mâu thuẫn, ông ta vừa hy vọng Thiệu cư ông diệt trừ Lý Dục Thần, như vậy ông ta có thể thay thế nhà họ Lâm trở thành đệ nhất thế gia thành phố Hòa thực sự. Tuy nhiên, ông ta lại ngầm có kỳ vọng ngược lại, hy vọng Lý Dục Thần xử lý luôn Thiệu cư ông. Có Lý Dục Thần, cùng lắm để nhà họ Lâm đè đầu. Nhưng có Thiệu cư ông, lúc nào cũng có thể diệt luôn tộc nhà họ Triệu. Ông ta bỗng ngửi thấy một mùi hôi thối, nhìn sang Triệu Thần Dương bên cạnh, mới phát hiện con trai của mình lại sợ đến tè ra quần. Ngoài cổng Sơn Trang Bắc Khê bỗng có rất nhiều người đến. Đám người này vô cùng kỳ lạ, có đạo sĩ, có hòa thượng, cũng có võ giả ăn mặc đồ luyện công. Bảo vệ còn nghĩ là đến cưỡng ép hóa duyên. Chuyện này không phải chưa từng có, một vài người ăn mặc thành hòa thượng hoặc đạo sĩ, nói mình là người của cung của núi nào đó, vì núi gặp hỏa hoạn cháy cung quan, cần phải xây dựng lại chùa chiền, đến hóa duyên. Hoặc dứt khoát lấy luôn các tên nổi tiếng như núi Phổ Đà, núi Cửu Hoa, núi Võ Đang, nói là người xuất gia ở đó, đi qua bảo địa đến kết thiện duyên, đưa ra miếng bùa Phật hoặc là những thứ như bùa hộ thân, bảo anh ta bỏ tiền ra mua. Người giàu có gặp tình huống này, chỉ cần không phải loại giả đến phi lý, thường sẽ cho một ít, gặp phải người biết ăn nói biết về đạo, không chừng còn mời vào. Nhưng những nhà giàu hộ lớn, thông thường bảo vệ sẽ ngăn lại, người hóa duyên muốn gặp được gia chủ cũng rất khó. Nếu không ngăn được, thì là bảo vệ thất trách, có lẽ gia chủ sẽ không trách tội, nhưng quản gia và quản lý. Bảo vệ không phải là người tốt gì. Huống hồ, giống như hôm nay, tăng nhân đạo sĩ người thường cùng đến, bảo vệ chưa từng thấy. Bảo vệ đuổi đi, đám tăng đạo đó càng khí thế hùng hổ. Xem, quả nhiên không phải nhà tốt đẹp gì, ngay cả bảo vệ cũng hung dữ như vậy. Đừng phí lời với hắn, xông vào bắt người. Có người đẩy bảo vệ ra, một đám người khí thế hừng hực xông vào. Lâm Thiền Minh được báo, dẫn người ra ngăn cản. Nhìn thấy người dẫn đầu là Trương Đạo Viễn của Thiên Tỉnh Quan, bất giác ngẩn người, hỏi thì ra là. Trương Đạo Trưởng, có chuyện gì vậy? Trương Đạo Viễn và ông cụ nhà họ Lâm cũng có chút giao tình, đương nhiên quen biết Lâm Thiền Minh, chỉ là có thiên sư lệnh, đạo trưởng phủ Mao Khuê Sinh sứ giả của phủ thiên sư ở bên cạnh, không dám nể tình, chỉ nói tôi phụng thiên sư lệnh, đến bắt ma đạo Lý Dục Thần, các người mau giao hắn ra đây, tránh để thương đến người vô tội. Lâm Thiền Minh kinh ngạc nói, Lý Dục Thần là con rể tương lai của nhà tôi, làm sao lại thành người trong ma đạo? Trương Đạo Viễn lấy ra một lệnh bài. Bên trên có chữ gạch dưới triện của thiên sư Long Hổ, nói thiên sư lệnh ở đây, chắc ông sẽ không nghi ngờ phán đoán của thiên sư chính nhất chứ. Đương nhiên Lâm Thiền Minh biết phủ thiên sư thống lĩnh đạo chính nhất thiên hạ, Trương Thiên Sư Đạo. Hành cao thâm, cảnh giới không phải người bình thường có thể đoán được. Trương Đạo Trưởng, việc này liệu có hiểu lầm gì không? Tôi có thể hỏi một câu, rốt cuộc cậu Lý đã làm chuyện gì, bị phủ thiên sư nhận định là ma đạo không? Trương Đạo Viễn cũng không biết rốt cuộc tại sao, bèn nhìn sang Mao Khuê Sinh. Mao Khuê Sinh từ Long Hổ Sơn đến, tự cao kiêu ngạo, không muốn giải thích nhiều với những người phàm tục, cười lạnh lùng nói, làm sao, phủ thiên sư làm việc, còn cần phải giải thích với họ sao? Trương Đạo Viễn, làm tốt việc của ông, đừng đi ngược chỉ ý của thiên sư. Trương Đạo Viễn khom người đáp lại, bèn nói với Lâm Thiền Minh. Quản gia Lâm, tôi khuyên ông đừng hỏi nhiều. Giao Lý Dục Thần ra đây, chúng tôi đưa về phủ thiên sư, có phải hiểu lầm hay không, tự nhiên sẽ rõ. Ông phải tin phủ thiên sư. Lâm Thiền Minh vốn có vài phần giao tình với Trương Đạo Viễn, lại có lòng kính trọng với phủ thiên sư Long Hổ Sơn, cho nên vô cùng khách sáo. Nhưng thái độ kiêu ngạo của Mao Khuê Sinh khiến ông ta rất không vui, lập tức nổi giận nói. Hừ, thế gian tự có pháp tắc thế gian, phủ thiên sư cũng không phải ngoại lệ, không phân trắng đen đã có thể bắt người sao. Vậy thì phủ thiên sư có khác gì với cường đạo chiếm núi Xương Vương? Hôm nay nếu các ông không giải thích rõ, đừng hòng bắt được bất kỳ ai từ Sơn Trang Bắc Khê đi. Vẻ mặt Trương Đạo Viễn biến sắc, thầm nghĩ Lâm Thiền Minh này,
sao lại không biết tốt xấu, tôi đã cố hết sức bảo vệ giúp ông, phỉ báng phủ thiên sư như vậy, chỉ sợ sứ giả Mao đạo trưởng sẽ nổi giận. Bèn vội nháy mắt với Lâm Thiền Min. Lâm, không thể nói lời ngông cuồng, sứ giả Mao đạo. Trưởng của phủ thiên sư ở đây, ông có lời gì có thể từ từ nói. Đương nhiên Lâm Thiền Minh hiểu ý của Trương Đạo Viễn, nhìn Mao Khuê Sinh một cái, nói, người xuất gia đạo môn, vốn nên ở trong núi thanh tịnh tu hành, thỉnh thoảng đến trần thế, cũng chung sống thân thiện với Hồng Trần, sao phủ thiên sư có thể bá đạo như vậy, ngang nhiên đến nhà người khác bắt người. Mao Khuê Sinh nổi giận nói, hay cho ông ăn nói sắc sảo, niệm tình ông là người phàm, không so đo với ông, còn nhiều lời, coi như ông là đồng đảng của cậu ta, cùng bắt về phủ thiên sư hỏi tội. Lâm Thiền Minh thản nhiên cười nói, ông muốn bắt thì bắt, tôi không tin, còn không có thiên lý vương pháp. Mao Khuê Sinh cau mày, vốn tưởng rằng lấy cái danh phủ thiên sư Long Hổ Sơn, họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không ngờ thái độ của người nhà họ Lâm lại cứng rắn như vậy. Nếu thực sự ra tay với người phàm tục, thì là vi phạm luật chính nhất, quay về chắc chắn bị xử phạt. Nhưng bây giờ không ra tay, đối phương không chịu nhượng bộ. Còn Lý Dục Thần đó lại trốn không xuất hiện như con rùa rụt cổ. Mao Khuê Sinh như cưỡi trên lưng hổ khó xuống. Nghe trong đám đông có người nói, Mao đạo trưởng, phí lời với loại người này làm gì, trực tiếp xông vào bắt người là được. Đường đường phủ thiên sư, chẳng lẽ sợ một con chó canh cửa sao? Trương Đạo Viễn nghe mà cau mày, so sánh Lâm Thiền Minh như con chó canh cửa, lời vừa nói ra, hôm nay không có chỗ cứu vãn rồi, Lâm Thiền Minh chắc. Chắn không thể nào thỏa hiệp. Ông ta quay đầu nhìn một cái, người lên tiếng là một ông lão lưng gù, còn bị mù, trong tay cầm cây gậy. Trương Đạo Viễn hơi ngẩn người, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra là ai, hình như mình không mời người như vậy. Nhưng ông ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi người đó là kẻ tán tu hiếu đạo gần đây, nghe nói chuyện này đến góp vui. Quả nhiên, Lâm Thiền Minh nổi giận, ức hiếp người quá đáng. Chỉ quát một tiếng. Thuộc hạ do ông ta huấn luyện ào ào tản ra, mỗi người đứng vào vị trí, trước sau tiến lùi, thoáng có dấu vết trận pháp. Từ sau chuyện Lâm Thiếu Bình lần trước, Lâm Thiền Minh cũng bắt đầu học công pháp ảo diệu từ Lý Dục Thần, chỉ là ông ta phải bảo vệ Lâm Thượng Nghĩa, cho nên vẫn luôn ở Sơn Trang Bắc Khê. Trải qua thời gian học tập, công phu của ông ta cũng có tiến bộ, đã ngầm đột phá hóa kình. Trương Đạo Viễn biết công phu của Lâm Thiền Minh, nếu không nhờ pháp bảo. Ông ta cũng không phải là đối thủ của Lâm Thiền Minh. Nhưng hôm nay có Mao đạo trưởng ở đây, đương nhiên Trương Đạo Viễn không lo lắng. Chỉ là từ nay về sau, Thiên Tinh Quan và nhà họ Lâm chắc chắn sẽ kết oán. Tuy nhà họ Lâm đã lụi bại, dưới sự đả kích của nhà họ Viên, khả năng dựng lại cơ đồ vô cùng ít, nhưng tốt xấu gì cũng là thế gia thành phố Hòa, Trương Đạo Viễn cũng không nỡ thấy họ bại vong. Mao đạo trưởng, Trương Đạo Viễn vẫn muốn tranh thủ, tôi và gia chủ Lâm Thượng Nghĩa nhà họ Lâm có vào phần giao tình, hay là để tôi đi nói chuyện với Lâm Thượng Nghĩa, rồi quyết định. Mao Khuê Sinh cũng đang do dự, một khi ra tay với Lâm Thiền Minh, sau này về phủ thiên sư, khó tránh phải đến giới luật đường chịu trừng phạt, nếu Trương Đạo Viễn có thể khuyên người nhà họ Lâm giao Lý Dục Thần ra thì là tốt nhất. Nhưng ông ta không chịu nhượng bộ như vậy, mất thể diện phủ thiên sư, nói Trương Đạo Trưởng, ông nhân từ quá. Đối với loại người không biết tốt xấu này, không cần nhân từ. Đạo pháp chính nhất, tuy lấy thanh tu là chính, nhưng cũng coi trọng chính nghĩa chí khí. Đương nhiên Trương Đạo Viễn hiểu Mao Khuê Sinh đang tìm ưu thế, chỉ cần mình kiên trì thêm chút, Mao Khuê Sinh nhất định sẽ cho ông ta đi gặp Lâm Thượng Nghĩa. Nhưng ông ta còn chưa lên tiếng, trong đám đông phía sau có người nói, Mao đạo trưởng nói đúng, với loại người này, không cần khách sáo. Chỉ thấy một bóng người nhảy ra. Phù một cái đập cây gậy về phía Lâm Thiền Minh. Lại là lão già mù lưng gù đó. Lâm Thiền Minh bị người đó đập trúng, bay ra, phập một cái rơi xuống đất, ngẩng đầu giấy giụa, một lúc, phụt miệng phun ra máu tươi, ngất xỉu. Trương Đạo Viễn sợ giật mình. Không ngờ trong đội ngũ của mình có cao thủ như vậy, một chiêu đánh ngất Lâm Thiền Minh cảnh giác hết sức. Ngay cả Mao Khuê Sinh cũng liếc mắt, từ chân khí dâng trào trên người Lâm Thiền Minh. Ông ta đoán người này công phu đã đến hóa kình, mình ra tay với ông ta, cũng không thể nào thắng dễ dàng như vậy. Lần này, tình hình đã không thể kiểm soát. Người bên cạnh Lâm Thiền Minh đều do một tay Lâm Thiền Minh dẫn dắt, khác với đội bảo vệ, đội hộ viện khác, ông ta đối với những người này giống như sư phụ với đồ đệ, quan hệ vô cùng thân thiết.
nhưng người này vừa nãy căm phẫn không thôi vì bị mắng là chó canh cửa, bây giờ thấy Lâm Thiền Minh bị đánh thương, huyết khí sôi sục, tất cả xông lên, muốn liều mạng với ông lão mù lưng gù đó. Nhưng ông lão mù lưng gù đó đánh Lâm Thiền Minh một cái, rồi lùi lại trốn vào đám đông, không lộ diện. Người nhà họ Lâm xông lên, đối thẳng mặt với Trương Đạo Viễn và Mao Khuê Sinh. Họ cũng chỉ đành ra tay. Họ vừa ra tay, những người khác cũng ra tay. Một trận hỗn loạn, người của Lâm Thiền Minh đưa đến nhanh chóng bị đánh ngã dưới đất. Còn ông lão mù lưng gù đó cũng trà trộn vào đám đông, đông một gậy, tây một gậy, những người bị ông ta đánh trúng, không vỡ ngực gãy xương, thì cũng vỡ trán. Bỗng nghe một tiếng quát lớn, dừng tay. Gia chủ Lâm Thượng Nghĩa nhà họ Lâm đi ra cùng với mấy vệ sĩ bảo vệ. Nhìn người kêu la gào thét khắp đất, Lâm Thượng Nghĩa cau mày. Ông ta đi mấy bước, đi đến bên cạnh Lâm Thiền Minh, ngồi quỳ xuống, sờ mạch tượng giữa cổ, nhẹ giọng gọi Thiền Minh. Thiền Minh. Lâm Thiền Minh đã không còn mạch tượng, cũng không còn hơi thở. Lâm Thượng Nghĩa đau lòng, bi thương nói, Thiền Minh à, không ngờ ông lại đi trước tôi. Được được được, làm xong mấy tâm nguyện, cũng sẽ đi theo ông. Lâm Thượng Nghĩa đứng lên, tức giận nhìn Trương Đạo Viễn, quát hỏi, Trương Đạo Trưởng, tôi với ông không thù không oán. Hôm nay tại sao đưa người đến, làm hại người trong tộc tôi? Trương Đạo Viễn cũng không ngờ sự việc lại trở nên thế này. Nia chủ Lâm, ông hiểu Lâm rồi, chúng tôi không nhằm vào nhà họ Lâm, chỉ là phụng thiên sự lệnh, đến bắt ma đạo Lý Dục Thần. Nhưng quản gia Lâm không những không giao Lý Dục Thần ra, còn muốn ngăn cản chúng tôi, nên xảy ra xung đột. Chúng tôi cũng không muốn làm thương người khác, xin gia chủ lượng thứ. Hời thế này là gọi là không muốn đánh thương người khác, Lâm Thượng Nghĩa chỉ vào người bị thương khắp đất. Trương Đạo Viễn hơi hổ thẹn, nhưng lúc này không thể khuất phục, nếu không sẽ mất đi uy danh của Long Hổ Sơn, ông ta không gánh nổi trách nhiệm này, bèn nói. Gia chủ Lâm, chúng tôi làm theo thiên sư lệnh bắt người, đã nói hết nước hết cái, các ông muốn ngăn cản, chỉ có thể coi là người cùng ma đạo. Nếu ông không phục, có thể đến phủ thiên sư cáo trạng. Lâm Thượng Nghĩa cười lạnh lùng nói, muốn đổ tội cho người khác, lo gì thiếu chứng cứ. Tôi muốn hỏi, Lý Dục Thần đã làm chuyện thương thiên hại lý gì, mà các ông nói cậu ta là ma đạo. Trương Đạo Viễn nói, thiên sư ban lệnh, tự có lý của ông ấy. Ha ha ha, hay cho câu tự có lý của ông ta, Lâm Thượng Nghĩa cười lớn, tòa án nhân gian xử án, còn phải có hồ sơ, còn phải thẩm vấn công khai, bắt người cũng phải có lệnh bắt, các ông thì hay rồi, một câu tự có lý. Thì có thể vô pháp vô thiên sao? Ông trời trên cao, Long Hổ Sơn các ông còn có thể cao hơn trời sao? Phủ thiên sư còn lớn hơn pháp luật. Lâm Thượng Nghĩa nói hai câu này rất nghiêm trọng, cũng nói đến điểm chính. Trương Đạo Viễn không dám không đáp, cũng không dám đáp bừa, liền nhìn sang Mao Khuê Sinh. Mao Khuê Sinh tỏ vẻ mặt kiêu ngạo, nhưng vấn đề này, ông ta cũng phải trả lời trực diện, nếu không truyền ra ngoài, phủ thiên sư lấy thế ép người, thì rất khó nghe. Được, tôi nói với ông, Lý Dục Thần tu luyện ma công, xông vào nhà họ Viên ở Tiền Đường, đánh thương Viên Thế Kiệt cháu của Viên Thọ Sơn. Viên Thọ Sơn đưa cháu trai đến Long Hổ Sơn xin chữa bệnh, chúng tôi đã kiểm tra rõ, Viên Thế Kiệt bị ma công đánh thương, tâm hồn tổn thương nặng, chứng cứ xác thực, vì vậy, Phủ Thiên Sư mới phát thiên sư lệnh, muốn bắt Lý Dục Thần. Lâm Thượng Nghĩa nghe xong liền hỏi, Lý Dục Thần đánh thương Viên Thế Kiệt, là đích thân vị đạo trưởng này nhìn thấy sao? Mao Khuê Sinh nói, đương nhiên không phải. Nếu tôi ở hiện trường, đâu thể dung túng hắn làm điều ác. Vậy làm sao ông chắc chắn Viên Thế Kiệt bị thương là do Lý Dục Thần gây ra? Việc này, Mao Khuê Sinh nhất thời ngạc nhiên, Viên Thọ Sơn tận mắt nhìn thấy, chính miệng kể lại, trên dưới nhà họ Viên rất nhiều người có thể làm chứng. Lâm Thượng Nghĩa cười lớn, thật nực cười, nực cười. Đường đường Phủ Thiên Sư, lại không phân đúng sai như vậy, lời của một phía nhà họ Viên. Thì đã định tội người tai. Mao Khuê Sinh nổi giận, ông dám phỉ báng thiên sư. Lâm Thượng Nghĩa lắc đầu, biết nói nhiều cũng vô ích, đám người này tự xưng là người trong chính đạo, một khi đã nhận định ai là ma đạo, thì khó mà tha cho, bèn nói. Tôi chỉ là một người bình thường, không dám phỉ báng thiên sư, nhưng tôi nghĩ thiên sư cũng không thể lớn hơn thiên đạo, chúng ta cũng phải tìm nơi nói lý. Các ông muốn bắt Lý Dục Thần, cậu ta không có nhà. Đợi cậu A quay về, đích thân tôi cùng cậu ta đến Phủ Thiên Sư, nói rõ ràng với các ông, như vậy được rồi chứ. Trương Đạo Viễn định nói như vậy rất tốt,
bỗng nghe phía sau có người nói, làm sao chúng tôi tin được ông? Chẳng may ông báo tin cho Lý Dục Thần, để cậu ta chạy thì sao? Người lên tiếng vẫn là ông lão mù lưng gù. Trương Đạo Viễn cứ cảm thấy người này có vấn đề, nhưng lúc này không tiện hỏi, hơn nữa lão ta nói cũng không sai. Lâm Thượng Nghĩa cười lạnh lùng nói, rất đơn giản, tôi đi cùng các ông, đến Thiên Tỉnh Quan, hay là Phủ Thiên Sư, tùy các ông. Lý Dục Thần quay về, chắc chắn sẽ đi tìm tôi. Trương Đạo Viễn nhìn sang Mao Khuê Sinh, Mao Khuê Sinh gật đầu nói, được, vậy tin ông một lần, chúng. Ta đến Thiên Tinh Quan đợi. Lâm Thượng Nghĩa nhìn những người bị thương dưới đất một cái, buồn than một tiếng, nói với vệ sĩ, các cậu đừng lo cho tôi, lập tức thông báo cho Thanh Thu, bảo về xử lý. Ngoài ra, thông báo cho cậu Lý, nói, tôi đến Thiên Tỉnh Quan làm khách, bảo cậu ta đừng lo lắng. Thực ra Lâm Thượng Nghĩa cũng không rõ rốt cuộc Lý Dục Thần có vấn đề hay không, chẳng may sử dụng ma công gì thật, bị Phủ Thiên Sư năm đằng chui, sợ rằng sẽ rắc rối. Cho nên trong lời nói của ông cụ có dụng ý, bảo rằng đừng lo lắng, nghĩa là bảo Lý Dục Thần thấy không ổn thì bỏ chạy, một ông lão phàm trần như ông cụ, Phủ Thiên Sư cũng sẽ không làm gì ông cụ. Dặn dò xong, Lâm Thượng Nghĩa liền cùng Trương Đạo Viễn và Mao Khuê Sinh đến Thiên Tinh Quan. Lý Dục Thần rời khỏi Long Hổ Sơn, vốn đi thẳng về thành phố Hòa, lúc qua đường trên không trung thành phố Mai, bỗng nhìn xuống nước sông Phúc Xuân cuồn cuộn, thấp thoáng có tiếng rồng gầm. Li Ẩn giáng xuống kim quang, đáp xuống bên sông, thì ra là Nghiêm Cẩn đang luyện công bên sông. Chỉ thấy trong tay Nghiêm Cẩn cầm một cây bút, thân bút trắng tinh lóng lánh như ngọc. Nghiêm Cẩn ngưng thần tĩnh khí, nhẹ nhàng vung lên với mặt sông, trong thần thức liền nghĩ đến một tiếng. Sông gầm, còn trên mặt sông nổi lên sóng lớn. Lý Dục Thần bất giác lắc đầu, đi đến vỗ vai Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn sợ giật mình, quay đầu nhìn là Lý Dục Thần, vui mừng nói, anh rể. Anh về rồi ư? Lý Dục Thần cười nói, cũng may tôi về xem, đâu có ai luyện công như cậu. Nghiêm Cẩn khó hiểu nói, em luyện sai rồi ư? Sai thì không sai, chỉ là tiếng động quá lớn. Lý Dục Thần nói, cậu có biết dân gian có một câu, là tiền tài không lộ ra ngoài không? Nghiêm Cẩn là cậu bé thông minh, được Lý Dục Thần chỉ điểm liền hiểu ngay, nhìn cây bút trong tay, nói, anh rể, em hiểu rồi. Lý Dục Thần gật đầu nói, hiểu thì tốt, người bình thường không có tội, vì mang ngọc trong người nên phải chịu tội. Cần câu rồng của cậu, là bảo vật hiếm có, giới U Hành có không ít chuyện giết người cướp vật báu. Hơn nữa, cậu gây ra động tĩnh quá lớn, làm như vậy, khiến tàu thuyền phải đi lại trên sông thế nào. Du khách nhìn thấy, không biết là chuyện gì, quay video lại phát trên mạng, lại gây ra sóng gió. Anh rể, em biết sai rồi. Nghiêm Cẩn cúi đầu nhận sai, nhưng anh rể à, em vừa ngộ ra được cách sử dụng cần câu rồng trong cuốn sách Tử Lăng, không luyện thế này, em phải luyện thế nào đây? Lý Dục Thần nhận lấy cần câu rồng trong tay Nghiêm Cẩn, quan sát thật kỹ. Ngắm một lượt khiến anh kinh ngạc. Cần câu rồng còn cao cấp hơn anh tưởng tượng, chất liệu của thân trông có vẻ như ngọc trắng, thực chất không phải là ngọc, mà là khớp xương mỏng ép nén lại, nhìn giống đốt tre, tổng cộng 5 đốt. Độ dài mỗi một đốt không giống nhau. Lý Dục Thần nghi ngờ đây là xương ngón tay của rồng, cũng có nghĩa là được làm từ xương vuốt rồng. Vì dùng thần thức cảm ứng, trong thân bút phong ấn hồn của một con giao long. Vừa nãy nghe thấy tiếng rồng gầm, chính là long hồn bên trong phát ra khi Nghiêm Cẩn sử dụng cần câu rồng. Lông trên đầu bút cũng rất đặc biệt, không biết từ chất liệu gì, trong đó có 2 sợi khác với những sợi khác, có lẽ là được làm từ râu rồng. Với pháp lực kích phát, 2 sợi râu có thể tự do co duỗi, dài ngắn theo pháp lực. Lý Dục Thần trả cần câu rồng cho Nghiêm Cẩn, nói, bắt đầu từ bây giờ, cậu chỉ được dùng thứ này viết chữ, bất kể cậu ngộ ra điều gì, cũng không được thử. Đợi khi đủ cảnh giới, thì luyện công pháp trong cuốn sách Tử Lăng. Nghiêm Cẩn còn muốn hỏi, như thế nào mới tính là đủ cảnh giới, nhưng lúc này điện thoại của Lý Dục Thần đổ chuông. Lý Dục Thần nhận điện, dần cau mày. Nghe mấy câu liền tắt máy, nói cậu về nhà trước, nói với Lâm Vân, ở lại thành phố Mai trước, đợi tin của tôi. Nói xong, ngự kiếm bay đi, hóa thành một đường kim quang, bay thẳng đến thành phố Hòa. Lý Dục Thần chạy về thành phố Hòa, trực tiếp đáp xuống Sơn Trang Bắc Khê. Lúc này, Lâm Thu Thanh cũng vừa nhận được tin chạy về. Trong hoa viên Sơn Trang đây những người bị thương nằm khắp đất, đều là người do một tay Lâm Thiền Minh huấn luyện. Cũng là những người trung thành với nhà họ.
Lâm ở lại sau khi trải qua đại nạn. Bây giờ những người này đều bị thương, có những người thương nghiêm trọng, nửa bên đầu bị vỡ, đã không thể sống được nữa. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Sao lại thế này? Lâm Thu Thanh đau lòng. Lý Dục Thần đi mấy bước đến bên cạnh Lâm Thiền Minh dưới đất, không cho giải thích, truyền một luồng chân khí vào trong cơ thể Lâm Thiền Minh. Nhưng theo thần thức thấy, ngũ tạng của Lâm Thiền Minh bị vỡ, kinh mạch đứt đoạn, thần tiên cũng không cứu nổi. Tuy không qua lại nhiều với Lâm Thiền Minh, nhưng cả nhà họ Lâm, ngoại trừ ông cụ Lâm Thượng Nghĩa, Lâm Thiền Minh là người khiến Lý Dục Thần kính trọng nhất, cũng cảm thấy thân thiết nhất. Anh biết rõ hai người Lâm Thiền Minh và Lâm Thượng Nghĩa thân như anh em, bây giờ Lâm Thiền Minh chết, ông cụ còn không biết đau lòng đến mức nào. Vẻ mặt Lý Dục Thần lạnh như xương giá, sượt một cái đứng bật lên, lớn tiếng nói, là ai làm? Mấy vệ sĩ báo cáo với Lý Dục Thần và Lâm Thu Thanh tất cả quá trình sự việc. Thiên sư lệnh, Lý Dục Thần nhìn thi thể của Lâm Thiền Minh, và những người bị thương nằm khắp đất, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Đám đạo sĩ này... Tin lời của Viên Thọ Sơn, không những bố trí ngũ lôi trận đối phó anh ở Phủ Thiên Sư, còn truyền ra Thiên Sư lệnh, phái người đến thành phố Hòa bắt anh. Bắt anh thì cũng thôi đi, còn có thể nói là hiểu lầm, nhưng trên dưới nhà họ Lâm, thương vong nhiều người như vậy, còn đưa ông cụ Lâm Thượng Nghĩa đi làm con tin. Đây là cách làm việc của Phủ Thiên Sư chính nhất ư. Đây là hành vi chính đạo ư. Trong lòng Lý Dục Thần lạnh như băng, bỗng nghĩ đến một khả năng. Nhà họ Lý thủ đô, liệu có phải cũng bị diệt môn như vậy không? Vì mẹ mình Cung Lăng Yên là thánh nữ ma giáo, tuy chủ động loại trừ ma tâm, bỏ đi ma công, nhưng vẫn không được thông cảm, nên mới có án thảm nhà họ Lý diệt môn trong một đêm. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Lý Dục Thần như dao cắt. Phủ Thiên Sư, vốn nể mặt tổ sư gia chính nhất, không so đo với bọn họ, bây giờ xem ra, mình vẫn nhân từ quá. Những đạo sĩ này sống trong thái bình thịnh thế quá lâu, còn không phân rõ trắng đen, là lúc cho họ một bài học rồi. Lý Dục Thần truyền chân khí cho những người còn có thể sống sót với tốc độ nhanh nhất, và cho uống đan dược giữ mạng, sau đó nói với Lâm Thu Thanh. Ở đây giao cho bác, cháu đến Thiên Tinh Quan một chuyến. Nói xong kim quang lóe lên, người đã biến mất tại chỗ. Trong Thiên Tinh Quan, Lâm Thượng Nghĩa bị nhốt trong một phòng đơn nhỏ, do một đạo đồng trông coi. Trương Đạo Viễn cùng Mao Khuê Sinh uống trà trong phòng khách. Những tu sĩ khác đến hỗ trợ, có một vài người cảm thấy hành sự không ổn thỏa, hoặc phát hiện sự việc không đúng bèn cáo từ ra về, còn có vài người vì hiếu kỳ muốn góp vui, hoặc là muốn đợi sự việc hết thúc vớt ít lợi ích từ Phủ Thiên Sư thì đều ở lại. Trương Đạo Viễn cẩn thận e dè đưa một chén trà cho Mao Khuê Sinh, nói, Mao Sư Thúc, hôm nay ở nhà họ Lâm, có phải chúng ta làm hơi quá rồi không? Mao Khuê Sinh nhướng mày, hơi giận nói, ông cũng nghi ngờ Phủ Thiên Sư sai sao? Làm sao? Trương Đạo Viễn vội vàng phủ nhận nói, không không, Thiên Sư hạ lệnh, đương nhiên sẽ không sai. Nhưng chỉ có một mình Lý Dục Thần là tội đồ, những người nhà họ Lâm đều là người bình thường, tội không đáng chết. Hừ, Mao Khuê Sinh cười lạnh lùng một tiếng, ở chung với ma, đúng người đúng tội. Còn cả ông, là người phụ trách đạo nhất chính ở thành phố Hòa. Trên địa bàn của ông, có ma đạo ngang nhiên ra vào khu nhà hào môn, lâu như vậy mà ông cũng không biết, đến khi người A đến Phủ Thiên Sư cáo trạng, là ông đã thất trách. Trong lòng Trương Đạo Viễn thầm kêu oan, Lý Dục, thần không làm chuyện thương thiên hại lý gì ở thành phố Hòa, cũng không ai đến Thiên Tinh Quan cáo trạng, tôi đi đâu để biết cậu ta là ma chứ. Nhưng ông ta không dám phản bác, chỉ cúi đầu nói, đúng đúng, là đệ tử thất trách, xin sư thúc trừng phạt. Mao Khuê Sinh nói, trừng phạt thì thôi đi, lần này nếu có thể bắt được Lý Dục Thần, cũng coi như ông lập công chuộc tội, không chừng còn có thể đến Phủ Thiên Sư lĩnh thưởng. Trong lòng Trương Đạo Viễn vui mừng, nói cảm ơn sư thúc. Trong lúc họ nói chuyện, một ông lão mù lưng gù đến trong phòng của Lâm Thượng Nghĩa bị nhốt. Đạo đồng trông coi nhìn thấy, liền nói, ông là ai? Không uống trà ở phía trước, đến đây làm gì? Lão già mù cười nói, tiểu đạo trưởng. Sư phụ cậu bảo cậu ra bếp bảo người chuẩn bị cơm chay cho sứ giả, tôi đến thay cậu. Tiểu đạo đồng nhìn đôi mắt không tròng đó của ông A, hỏi ông. Được không? Lão già mù nói, yên tâm đi, tuy tôi không nhìn thấy, nhưng tai tôi nghe được khắp tám phương, lòng như bó đuốc, trông coi một người không vấn đề, nếu không làm sao có thể đến giúp sư phụ cậu hàng yêu trừ ma chứ?
Đạo đồng gật đầu, không nghỉ ngờ nữa, bèn nói, vậy ông cẩn thận chút, trên bàn trong góc bên phải có trà nước, ông tự rót mà uống. Nói xong, bèn ra bếp làm việc. Lão già mù thấy đạo đồng đi khỏi, liền đi đến trước mặt Lâm Thượng Nghĩa, dùng đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào Lâm Thượng Nghĩa, bỗng trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị kèm theo vẻ kinh ngạc, nói. Thì ra ông đáng lẽ phải chết lâu rồi, có người dùng linh lực giúp ông duy trì mạng sống. Lâm Thượng Nghĩa không hiểu lão ta đang nói gì, hỏi ông là ai. Lão già mù không trả lời, tự lẩm bẩm, thủ đoạn rất cao minh, thú vị, thú vị. Vốn muốn lấy mạng của ông, nhưng mạng ông là được duy trì, lấy đi cũng không có ý nghĩa, tinh huyết của ông đã khô cạn, ngay cả ô long nhi của tôi cũng không muốn ăn. Lâm Thượng Nghĩa càng nghe càng khó hiểu, chỉ mơ hồ cảm thấy người này không có ý tốt. Rốt cuộc ông là ai? Trương đạo trưởng đâu? Tôi có lời muốn nói với ông ta. Hay là thế này đi, tôi lấy nửa cái mạng của ông, xem cậu ta có thể giúp ông duy trì mạng sống được không? Nếu tiếp tục duy trì mạng sống cho ông, ít nhất tiêu hao 30 năm công lực của cậu ta. Ha ha ha. Nói xong, liền dùng gậy ô long trong tay khẽ điểm lên giữa lông mày của Lâm Thượng Nghĩa. Lâm Thượng Nghĩa chỉ thấy ầm một cái, dường như có thứ gì chui vào trong đầu. Một luồng hàn ý từ dưới bàn chân dâng lên. Băng lạnh, nhanh chóng lan ra khắp xương cốt chân tay. Đạo đồng vừa nấy không biết tại sao lại quay lại, vừa vào cửa, đã nhìn thấy cảnh này, nhưng thấy Lâm Thượng Nghĩa run lên, quát hỏi, vị sư huynh này, ông làm gì thế hả? Lão già mù quay người, cười quỷ mị với đạo đồng, đưa gậy ô long trong tay ra phía trước. Đạo đồng còn chưa phản ứng, thì bị lực hút vô hình hút đến, lồng ngực dính sát lên đầu gậy của gậy ô long. Trên đầu gậy chớp lên màu máu. Da thịt trên mặt đạo đồng liên lún xuống, trong chớp mắt, chỉ còn lại một lớp da dính lên bộ xương, cơ thể cũng héo cạn, quần áo trở nên rộng thùng thình. Phập một tiếng, đạo đồng trượt ngã xuống đất, chỉ còn lại một cái xác khô. Lão già mù lắc đầu, tên nhóc này, quay lại làm gì chứ? Cũng không thể trách tôi được. Nói xong, liền chậm rãi rời khỏi căn phòng. Cổng lớn của thiên tỉnh quan kèn kẹt một tiếng mở ra. Người trong sân viện nhìn thấy một thanh niên đi vào. Anh ăn mặc bình thường, vẻ mặt thanh lạnh, chỉ có giữa đôi lông mày, thấp thoáng ẩn chút giận dữ. Mọi người bỗng cảm nhận được một luồng áp lực lớn mạnh như một dãy núi vô hình, khiến người ta không thở nổi. Người thanh niên bước qua ngưỡng cửa, từng bước đi vào sân viện. Luồng áp lực cũng càng lúc càng mạnh, đến mức họ muốn hỏi nhưng không thể thốt ra tiếng, chỉ đành trơ mắt nhìn anh. Bước chân rõ ràng rất nhẹ nhàng, lại như cái trống nặng, mỗi một bước đáp xuống đất, phát ra một tiếng thịch trong lòng mọi người. Mấy người Mao Khuê Sinh và Trương Đạo Viễn đang uống trà trong quan cũng phát hiện ra bất thường, đi ra cửa phòng. Lý Dục Thần. Trương Đạo Viễn vừa nhìn là nhận ra. Mao Khuê Sinh cau chặt mày, nhìn chằm chằm người thanh niên đi đến như núi Thái Sơn trước mặt. Cậu ta là Lý Dục Thần. Tại sao trên người cậu ta không có chút ma khí nào? Uy áp mạnh mất. Rốt cuộc tu vi của cậu ta là cảnh giới gì? Trong lòng Mao Khuê Sinh nổi lên một loạt câu hỏi. Cả sân viện trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng xào xạc của lá cây trong gió thu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 23.